Đồng ý, một vòng playoff là rất sóng gió và khó khăn dành cho Divine, mặc dù trước đó màn thể hiện của họ cũng cho chúng ta nhiều sự kỳ vọng, nhưng cũng không thể trách họ được vì những đối thủ mà Divine phải đối đầu trong ngày thi đấu hôm nay là những đối thủ rất sừng sỏ, những đại diện dường như là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Đó là One Team, đại diện vô địch của khu vực Đài Bắc Trung Hoa, và đó là Evos, đại diện vô địch của khu vực Thái Lan. Thì hy vọng rằng Divine vẫn có thể tạo nên những câu chuyện thần kỳ của mình đến từ những chàng ngự lâm quân, những chàng nghị binh đến từ bên phía của Divine. Hy vọng họ sẽ phải vứt nên câu chuyện thần kỳ của mình. Đây là kèo đối đầu BO3. Kèo đối đầu BO3, hy vọng với cái kèo đối đầu nó có phần dễ thở hơn như thế này thì Divine có thể đánh một cách thoải mái hơn và gột bỏ được cái áp lực về mặt tâm lý giống như họ đã phải gặp phải khi mà đối đầu với bên phía của Evos. Đúng vậy, đây là lúc mà Divine Sport họ cần phải trưởng thành và họ cần tích lũy cho mình những cái kinh nghiệm để có thể quay trở lại một cách thực sự là mạnh mẽ. Và đây cũng có lẽ là cơ hội cuối cùng dành cho Divine Sport rồi, khi mà cái vị thế của họ đã bị rớt xuống nhánh thua. Những sự lựa chọn đầu tiên của Divine Sport vẫn được đánh giá khá cao khi họ pick lại Cơ Mưu ở trong first pick của mình. Trong khi đó One Team thì họ lấy được cặp đôi Varus cùng với Galio. Khả năng mở giao tranh, khả năng hiệu ứng khống chế cũng được đảm bảo phần nào đó đến từ cặp đôi này dành cho bên phía của One Team rồi. Lấy rất nhiều những chất tướng mạnh, những chất tướng hàng đầu khu vực đường solo Baron đã được có thì bên phía Divine, đó là cả Tommy, đó là cả Darius nữa, và khiến cho bên đặc biệt là bên phía One Team còn lại là đội tuyển chủ động tự cấm đi, đó là Rayton, thì ở thời điểm hiện tại đang là rất tối ưu về những chất tướng đường trên đến từ bên phía Divine. Và cuối cùng thì One Team vẫn còn một lựa chọn cũng khả dĩ ở trong thời điểm này khi mà đối phương đã chọn khá nhiều rồi, đó là Riven. Riven này nằm trong tay của Kid sẽ là một tỷ lệ cao hơn vì Sanjo ít khi sử dụng chất tướng này. Và cũng là một trong những sự khác biệt khi mà trước đó chúng ta thường chỉ nhìn thấy Sanjo sử dụng đó là Vi cũng như là Olaf mà thôi. Nhưng trận thi đấu này, ngay trận khởi động, anh ta đã sử dụng cho mình đó là Lee Sin. Cùng bài rồi, One Team họ cũng đã từng sử dụng cả Rengar nữa. Nhìn chung thì cái bể tướng của Sanjo có lẽ là không phải ít đâu, mà chẳng qua là anh ta vẫn đánh hiệu quả được con bài Vi, thì anh ta vẫn cứ dùng nó mà thôi, đến khi nào mà đối phương đã nhìn nhận, đã biết được những cái tình huống điểm mạnh điểm yếu giai đoạn đầu trận của Vi nó gây ra là như thế nào thì One Team họ sẽ đổi cái bài khác, và đây chính là cái bài khác đó. Cả Diana cũng là sự lựa chọn được xuất hiện trong lineup của One Team, phần nhiều sẽ nằm trong tay của Baya, trong khi đó Coyote đã quay trở lại với thần bài chưa giật phép của mình rồi. Hoàn toàn đồng ý, một trong những chất tướng mà Coyote trong quá khứ từng thi đấu một cách rất thành công và cũng là một trong những áp lực cực kỳ lớn mà Divine sở hữu mỗi khi Coyote sử dụng con bài này. Nhìn xét về mặt tổng thể thì đội hình của bên phía Divine trong trận thi đấu này khá là hài hòa, với việc họ có được những chất tướng có thể kết hợp với nhau nhỏ lẻ trong những tình huống bắt lẻ đối phương, hiệu khống chế là khá nhiều. Trong những pha giao tranh tổng thì lượng sát thương của họ cũng rất là đảm bảo khi có Kai'Sa trong tay của Hope One, và cũng có lượng chống chịu với ba chất tướng chống chịu ở trong đội hình nữa. Đồng ý, và trận thi đấu này thì có lẽ là khu vực đường giữa là khu vực mà tôi quan tâm rất là nhiều, bởi lẽ những khả năng phát động tấn công đến từ cả Baya lẫn anh chàng Coyote khi có được cấp độ 5 nó cũng trở nên tương đối là rõ rệt. Và như bài phân tích cũng đã nói, xét về kèo đối đầu ở khu vực đường giữa thì phần nào đó Baya là người chơi ít mắc sai lầm hơn vị trí của Coyote, thì hy vọng rằng là với những cái sự chấn chỉnh về mặt tâm lý, Coyote cùng với những người đội của mình sẽ không để mắc quá nhiều những cái sai lầm cơ bản ở trong những giai đoạn đầu để họ có thể đã đánh mất đi ván thi đấu. Trận đấu này thì cần thiết phải có một sự tập trung rất cao độ. Cái thế trận mà Baya đang sử dụng Diana ở khu vực giữa khiến chúng ta liên tưởng đến cái trận thi đấu trước của trận thi đấu này. Về Tatsuri với Diana ở trong đội hình thì anh ta có những tình huống bắt vào những mục tiêu ở tuyến sau rất là mỏng về mặt lượng máu, như là Kai'Sa, như là TF là rất dễ dàng. Thì điều này khiến cho giai đoạn khởi động của trận thi đấu có lẽ chúng ta sẽ phải tạo rất ít những tiền đề và những cơ hội để cho Baya có được cái nhiều mạng hạ gục. Khi đó anh ta, nếu như Baya mà xanh với con bài Diana này, rất khó chơi cho lượng sát thương chủ lực bên phía của Divine. Và chúng ta đã có một động thái là rất sáng tạo khi Len đi cùng với người đồng đội của mình tấn công vào bãi chim quỷ biến dị của đối phương, và cũng là một cái hướng tấn công là rất sáng tạo nữa. Chúng ta bắt đầu lao lên với một tiếng đu dây móc. Đây là đu dây móc, là chiêu thức đầu tiên được lên đến từ vị trí của Len. Bài vàng cầm sẵn trên tay đến từ vị trí của Coyote. Ít là người đến đây sớm hơn so với tay kích ở phía bên kia. Một tiếng khiêu khích giữ chân được lại một người đó, quay HP và đu theo bài nhà ngay lập tức có điểm chiếm công đầu. Nhưng chúng ta cố gắng gỡ lại mạng hạ gục này, một tiếng kéo. Nhưng sát thương ở thời điểm hiện tại là đang là không đủ dành cho bên phía của Divine. Đó là cái sự di chuyển kịp thời đến từ anh chàng Kid ở khu vực đường trên. Có lẽ là những cái tính toán của chúng ta lại tiếp tục bị sai một nhịp khi chúng ta dệt dứ vào khu vực bãi chim quỷ biến dị của đối phương là hơi lâu. Đồng ý là về mặt chất tướng thì một con Rum hoàn toàn có thể giúp cho bạn thực hiện những tình huống xâm lăng rừng một cách áp lực hơn rất là nhiều.
Thế nhưng mà vì là ở lại lâu quá trong khu vực rừng của đối phương và sau đó quyết định là tấn công thì là hơi muộn rồi. Những nhịp đi đến từ vị trí của Kit là kịp thời hơn để giúp cho One Team họ có được chiến công đầu. Thì nhìn chung tình huống thi đấu đó, chúng ta đã dâng hiến một điểm chiến công đầu nó ngon ăn dành cho vị trí của Baia là một điều cực kỳ nguy hiểm. Đồng ý, chúng ta vừa phân tích điều này rồi. Đó là với một Diana mà xanh thì vì anh ta càn thẳng và cái tuyến sau của chúng ta với Hope One, với POT sẽ là rất khó chơi. Giống như những gì mà Tatsuri đã từng làm ở trong trận đấu trước với MBA. Đường trên, Tanh X đã cố gắng gỡ lại một mạng hạ gục. Nhưng đây chỉ là một tiếng câu nhử đến từ Kit mà thôi để kêu gọi Sanjo đến. Và khi Sanjo đến thì sẽ là một điểm tiếp theo dành cho bên phía của One Team. 2-0 về điểm mạng hạ gục ở sau 2 phút thi đấu mà thôi. Tình huống xuất hiện đó, nhìn những cú đá từ vị trí của Sanjo nó không trượt bất kỳ một phát nào cả. Anh ta combo cực kỳ nhanh và đấm liên tiếp vào người của Tanh X. Tanh X ngay lập tức bốc hơi. Và có thể thấy được là Sanjo anh ta tận dụng tốt đến như thế nào những cái khả năng giao tiếp với anh chàng Kit ở khu vực đứng trên để có thể xuất hiện trong một tình huống kịp thời như vậy. Và khiến cho bên phía của One Team họ tiếp tục có cho mình được lợi thế và giãn cách lượng tiền con số 2.000 tiền chỉ trong 2 phút thi đấu đầu tiên mà thôi. Tốc độ giãn cách về mặt lượng tiền là đang rất nhanh chóng rồi cho bên phía của One Team. Đâu đó thì khu vực đường dòng của chúng ta cũng đang có những sự nỗ lực nhất định khi cố gắng kiểm soát vào phần rừng của đối phương. QSP là người bỏ toàn bộ những cái đợt lính ở khu vực nửa dưới của bản đồ để cho Hope One Farm và anh ta di chuyển khắp các khu vực rừng của đối phương, đặc biệt là một con mắt cắm rất sâu vào bãi bùa xanh đến từ vị trí của Sanjo. Điều này cũng đóng góp rất là nhiều trong việc là giúp cho Hope One có được một thế trận farm một cách an toàn, tránh đối phương. Nếu như Sanjo can thiệp khu vực nửa dưới của bản đồ, thế trận 3-2 vẫn là rất là hiệu quả dành cho phía của One Team khi họ sở hữu một chất tướng Lee Sin ở trong đội hình, bên cạnh đó là những chất tướng chống chịu cứng cáp và có nhiều hiệu khống chế giữ chân như là Galio nữa. Việc băng trụ không phải là quá khó khăn dành cho bên phía của One Team và phát hiện được hướng đi rừng của Sanjo là một điều rất cần thiết ở thời điểm này. Hope One đang bị cầu máu dần rồi và cái hướng di chuyển đó dường như đang được bên phía của Baia cùng Sanjo tính toán. Thế nhưng mà họ cũng biết rằng là người chơi đi rừng của đối phương vừa biến về nhà hồi phục và hơn thế nữa thì chiều cuối vẫn còn trên người của Coyote. Sẽ rất khó để cho họ có thể thực hiện những tình huống băng trụ, nên việc để lại những con mắt trong khu vực rừng và quay lại trong một thời điểm thích hợp thì đó là cái lối đánh mà One Team họ sử dụng và cũng hết sức là hợp lý mà thôi. Nhịp độ trận đấu sẽ có phần được kéo giãn ra khi mà đối phương cũng như là các thành viên của Divine Esports thì cũng đang giữ cho mình một cái thế lính ở mức an toàn. Đây là khoảng thời gian mà Coyote cũng như Len đều có những chiêu cuối về việc kết hợp với nhau với định mệnh và với cái tối hậu thư để bắt vào bất kỳ một mục tiêu sẽ là một trong món vũ khí rất nguy hiểm của Divine để họ tận dụng và bắt lẻ đối phương. Nhưng với việc là trên bản đồ hiện tại đang xuất hiện những mục tiêu thì việc bắt lẻ nó không phải là một trong những điều mà các đội có thể làm ở khoảng thời gian này nữa. Họ sẽ dồn nhiều những nguồn tài nguyên của mình để kiểm soát và tranh chấp tầm nhìn với đối phương là nhiều hơn. Nửa trên của bản đồ thì chúng ta đã bắt đầu có những tình huống mà để cho đó là Hope One ra khu vực đường giữa và Coyote là người đảm nhiệm vị trí đường rồng. Anh ta có thể bay đến bất kỳ một điểm nóng nào nếu như những người đồng đội của mình kêu gọi. Hợp lý, nhưng bên phía của One Team thì họ cũng đánh rất từ từ mà thôi. Họ cũng sẽ cử lại vị trí của Baia để có thể tiếp tục đối đầu với Coyote ở khu vực nửa dưới của bản đồ. Áp lực về thế lính của đường dưới thì đã được giải tỏa phần nào, nhưng bây giờ Baia anh ta đang thực hiện những tình huống trăng non của mình để có thể cấu máu vào người của Coyote và quay trở lại hang rồng cùng với những người đồng đội. Rồng gió sẽ được chia dành cho vị trí của One Team, còn Divine Esports thì họ sẽ có cho người con sứ giả. Bên phía của Divine có lẽ đang rất muốn né giao tranh với đối phương. Với việc đổi mục tiêu ngược lại như thế này thì chúng ta cũng đã cân bằng về mặt mục tiêu lớn và cũng không gặp quá nhiều về sự nguy hiểm. Trong khi đó thì One Team sau khi có được rất nhiều thành viên ở khu vực nửa dưới bản đồ, họ đang muốn tận dụng điều đó. Người đi đầu tiên đó là QSP bị giữ chân và bị nỗ long cước, bị khiêu khích rất nhiều chiêu thức chính xác đến từ One Team. Và khiến QSP mặc dù là người chơi có khả năng chống chịu là cực kỳ tốt ở trong đội hình, nhưng anh ta cũng không thể thoát về được trong tình huống vừa rồi. Đó là cái bước đi mà mù mờ đến từ trợ thủ bên phía của Divine Esports, không có bất kỳ một cái lượng tầm nhìn nào trong khu vực rừng đó cả. Mà trước đó thì là thời điểm của One Team họ đã lấy được con rồng gió của ván thi đấu. Thì những cái sự di chuyển vừa rồi đó là thiếu đi cái độ cẩn trọng đến từ cái chỗ hỗ trợ bên phía của Divine Esports. Còn khu vực đường trên chúng ta thả sứ giả và bây giờ thì là phản công từ bên phía của One Team. Họ tập hợp 3 người ở đây và người nằm lại trong pha thi đấu vừa rồi là Tanh X. Hơi tham. Có lẽ phải điều đó tôi đang suy nghĩ là Divine sẽ thả sứ giả ra đó thoát về. Thì đâu đó sứ giả hút thêm một nhịp thì cũng là thành công dành cho họ rồi. Khi bên dưới họ bắt đầu nhìn thấy đối phương có đến 2 người đang có đẩy trụ khu vực đường rồng. Nhưng quyết định là vẫn đứng lại trong pha thi đấu vừa rồi đến từ Divine. Họ không nghĩ rằng đối phương có khả năng tụ người một cách nhanh đến như vậy. Ngay lập tức có đủ 4 thành viên của bên phía One Team lên khu vực nửa trên để bắt vào 2 thành viên của Divine. Nó tiếp tục mất thêm những mạng hạ gục rất riêng lẻ nữa. Với những mạng hạ gục đó lượng tiềm tiếp tục giãn cách dành cho bên phía của One Team.
Và trong khi đó Divine thì chúng ta có thể thấy dễ dàng rằng đối phương đi ở khu vực đường nào, chúng ta kiểm soát tầm nhìn và chúng ta đánh ngược lại ở khu vực đường đó so với phía đối phương. Một trong những động thái né tránh giao tranh để tránh cho những đại diện vốn đã xanh của bên phía đối phương rồi có thể có cơ hội xanh thêm nữa. Đúng vậy, trực diện là không thể, chúng ta chỉ có thể đánh kiểu này mà thôi để có thể đổi chác những công trình của đối phương. Nhưng dẫu sao thì đó vẫn sẽ là những cái lối đi mà được đối phương dẫn dắt chứ không phải là cái thế chủ động được Divine họ tạo ra. Divine cần phải chủ động hơn nữa trong những tình huống kiểm soát của mình và có thể là đợi chờ cho Hope One anh ta đủ xanh, à không, đủ lượng tiền, đủ trang bị để có thể bắt đầu tấn công trực diện được với đội hình của One Team. Bởi lẽ là sát thương giai đoạn cuối đến từ One Team sẽ không được quá mạnh bằng việc chúng ta đang sở hữu con bài Kai'Sa trong tay của Hope One. Nhưng quan trọng là những mùa lợi rồng nữa. Nếu như những mùa lợi rồng được One Team họ lấy đi hết thì khả năng giao tranh tổng của One Team cũng cực kỳ là khủng khiếp. Bắt đầu setup những thế đẩy lẻ đến từ One Team rồi. Khi mà Diana của Baia có thể đẩy độc lập ở một đường, Kid với Riven có thể đẩy ở một cánh còn lại. Và bất kỳ một thành viên nào nếu như bị bắt vào đến từ bộ combo tối hậu thư cũng như là định mệnh của bên phía Divine sẽ ngay lập tức có một tình huống xuống để có thể cứu và khiến cho những tình huống bắt lẻ của bên phía Divine cũng là không thể thành công ở trong những pha giao tranh như thế này. Như là bộ combo đến từ Coyote cũng là Len phần nào ở trong khoảng thời gian này nó cũng không còn có thể phát huy tác dụng một cách quá rõ rệt nữa. Đúng vậy, bây giờ là cái cấp độ và cái trụ đầu nó đã mất đi rồi nên cái khả năng di chuyển chung cùng với nhau từ One Team họ đang thể hiện rất rõ. Nhưng khoan đã, đây là Sanrio băng vào, anh ta mắc sai lầm hay định giữ lại trong tối hậu thư và điểm đã gục dây cho vị trí của Hope One. Trong khi đó thì Tanh X cũng đã tập hợp kịp thời cùng với 5 người bên phía của Divine Esports, họ đang muốn tấn công. Có một tình huống chói là chính xác đến từ vị trí của đó là đi ra 7 nhưng xoáy là rất đẹp. Người lên bảng đến số là Tanh X, thiếu máu từ vị trí của Simbin, không ai đủ sát thương để có thể bắn với anh ta cả. Nên bình tĩnh hơn, nên bình tĩnh hơn ở những tình huống có lợi thế. Và thậm chí là một pha đứng khá cao đến từ vị trí đó là Coyote và anh ta phải mất đi cả cái tốc biến để thoát về pha thi đấu vừa rồi. Cơ mười Katia của Hope One trả ngược lại sát thương là cực kỳ đau. Vậy có thêm một mạng hạ gục đến từ Kid, nhưng quan trọng là bên phía Divine vẫn cần phải giữ sự bình tĩnh của mình. Khi trước đó là họ có mạng hạ gục của Sanrio thì nên có những tình huống đánh động thái một cách chậm rãi hơn để tránh đối phương gỡ lại được những mạng hạ gục. Vì suy cho cùng ở thời điểm này nếu như có đổi hòa về mạng hạ gục thì vẫn là lỗ thế dành cho phía Divine khi chúng ta không thể lấy lại bản đồ cũng như thế trận đến từ bên phía của đối phương. Và khoảng 10 giây nữa thôi, con rồng đất tiếp theo nó sẽ xuất hiện ở trên bản đồ, khoảng thời gian hết sức quan trọng. Thì Divine Esports cần phải giữ được cái bình tĩnh của mình để có thể là thực hiện những tình huống nhấp nhả. Và vừa rồi có lẽ phần nhiều cái sự thành công trong tình huống giao tranh đó đến từ sai lầm đầu tiên của Sanrio khi anh ta quyết định băng thẳng vào đội hình của Divine Esports trong một cái thế mà các thành viên còn lại của One Team không theo kịp được tốc độ của Sanrio. Còn bây giờ chúng ta đang muốn tấn công trước. Và Sim cũng đã đến với những tình huống gồng những cái chiêu thức của mình để có thể là mê hoặc các thành viên của Divine Esports. Nhưng có lẽ sẽ không có thêm những điểm hạ gục dành cho bên phía của One Team. Thời điểm này có lẽ KSP cần nên di chuyển sát với Coyote nhiều hơn. Khi đó chúng ta sẽ tạo được một thế trận lấy tầm nhìn cũng như là giữ chân mục tiêu một cách rất khó chịu. Đây là hai chất tướng có thể gây ra lượng khống chế với đơn mục tiêu là vô cùng khó khăn. KSP được khá cao, anh ta thoát về với cái nấp sau ta và chúng ta bắt đầu trả ngược lại sát thương vào vị trí của Baia. Trang mờ là rất chính xác đến từ Baia, anh ta giữ chân được 3 người nhưng cuối cùng sẽ sát thương và mạng hạ gục thuộc về bên phía của Divine. Coyote lao lên với chiều cuối cố gắng xả sát thương vào người của Kid, có bài vàng đến từ bên phía của Coyote, hơi đáng tiếc nó dính vào con mắt nhưng không sao, chúng ta có được một mạng hạ gục của Baia cũng là rất thành công, sẽ mở ra con rồng thứ hai trận thi đấu là dễ dàng cho Divine. Nhưng không dễ dàng một chút nào vì Divine đang cực kỳ thấp máu. Lee Sin có thể cướp được trong tình huống này, đang cầm sẵn bài vàng được thả vào người Kid. Rồng được ăn thành công đến từ Divine rồi, trả ngược lại chiều cuối sở xích tới lôi đến từ Dita 7. Giữ chân là rất khó chịu, bài vàng tiếp tục được móc đến từ Coyote nhưng không còn đủ khoảng trống để ta có chọn vào ai nữa. Và bắt buộc phải lùi đến từ One Team và Divine thành công với việc kiểm soát rồng thứ hai của trận thi đấu. Bắt đầu lấy lại được thế trận rồi, thậm chí bây giờ mặt lượng tiền thì Divine Esports họ đã nhỉnh hơn một chút xíu so với One Team. Mặc dù xét về điểm hạ gục thì chúng ta không bằng, nhưng nhìn chung thì bắt đầu có những cái sai lầm đến từ vị trí của Sanrio rồi. Và có thể thấy được là càng đánh thì cái sự hiệu quả, cái sự khả năng áp lực đến từ một con Lee Sin nó sẽ bị giảm bớt đi rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng nhau nhìn lại pha thi đấu này. Mặc dù Baia đã băng vào và có tình huống trăng mờ là tương đối đẹp, thế nhưng mà vì là anh ta băng vào hơi sâu nên khả năng dồn sát thương đến từ các thành viên của Divine cũng là rất nhanh để khiến cho Baia bốc hơi. Cũng phải rất đáng khen cho pha xử lý vừa rồi đến từ QSP nữa, khi anh ta mặc dù là người bị đối phương gây sát thương và bắt vào nhưng rất nhanh tay bấm cái nấp sau ta, sau đó dựng cái tối kiên cường lên để chặn phần lớn lượng sát thương của đối phương được trả ngược lại. Bên cạnh đó anh ta còn có một tình huống băng địa chấn nữa để khiến cho một dù Baia có trăng mờ chúng rất nhiều thành viên nhưng cái đại địa chấn đến từ QSP cũng ngăn cản phần lớn khả năng áp sát đến từ đội hình của One Team muốn đánh ngược trở ra đến từ Siêu, nhưng ta cũng không thể giữ chân được bất kỳ ai. Tanh X ở phía bên kia đang có một tình huống muốn bọc sườn của đối phương
Và câu chuyện ở khu vực đường giữa tiếp tục diễn ra dành cho bên phía của Divide. Liệu họ có thể rút kinh nghiệm sau trận thi đấu đầu tiên của ngày hôm nay không? Đây sẽ là khoảng thời gian mà có lẽ thế đẩy lẻ 1-3-1 nên được hình thành đến từ Divide, đặc biệt là trong đội hình họ còn đang có một sweeper play có thể bay về khu vực đường giữa rất nhanh chóng. Đồng ý, và với việc họ có thêm cả một chất tấn cơ động và với Khermil trong tay của Len nữa thì họ hoàn toàn có thể chia đội hình như vậy. Dù đây là tình huống mà Sadio xuất hiện, anh ta đá ngược lại Len nhưng không đủ tự tin để có thể tiếp tục đứng lên cao nữa, khi đó là một cái khoảng cách cũng rất nguy hiểm, tầm nhìn là không có trong rừng bên phía của Divide Esports nên đoàn team họ sẽ lùi. Lính ở khu vực giữa trên bản đồ, khu vực Baron đang rất ủng hộ bên phía của Divide khi chúng ta tạo ra những điểm nhấn và hút mục tiêu xuống khu vực nửa dưới của bản đồ. Thế lính khu vực giữa tiếp tục ủng hộ bên phía Divide và chúng ta đã thực sự là rút được kinh nghiệm sau trận thi đấu kia ngày hôm nay rồi. Baya có một tình huống lao ra, chẳng mờ chính xác chiều rằng thế hơi muộn đến từ bên phía của Siêu. Thế là bộ combo của họ không thể được kết hợp với nhau. Hope One vẫn có thế bắn thoải mái từ phía sau và chúng ta không phải bỏ lại ai trong tình huống vừa rồi và lấy được lượng máu rất lớn của cái trụ nên đánh cẩn trọng như thế này đến từ Divide để lần lượt từ từ bóc đi lớp máu khu vực đứng giữa của đối phương. Nếu bây giờ giao tranh thì Divide Sport với lợi thế là họ còn đầy đủ những cái chiêu cuối trên người trừ vị trí của Khuê HP ra thì cũng là một cái tình huống có lợi để cho Divide Esports. Thế nhưng thế lính là không ủng hộ và quyết định lùi về là quyết định hoàn toàn an toàn. Chúng ta đã có quá nhiều những tình huống băng trụ và để mất đi tương đối là những cái lợi thế của mình rồi, nên bây giờ thì Divide Esports họ đã có một cái sự tiếp thu nhất định trong những cái màn đối đầu của họ và họ cũng không quá cố chấp để có thể làm điều này. Người chơi cần phải an toàn nhất ở thời điểm này chính là Hope One. Anh ta đang cầm đến 3 mạng hào trên người, nếu như anh ta bị sát đao sẽ là lượng tiền rất lớn được trả ngược lại cho đối phương. Nhưng nếu anh ta có thể giữ được vị trí bắn tốt của mình thì lượng tiền và đến từ những cái mạng hào mà anh ta đang sở hữu sẽ là lượng sát thương khổng lồ ở khoảng thời gian này. Hope One nên tránh ra cái nhịp combo đầu tiên đến từ bên phía của đối phương, đó sẽ là nhịp combo và gây ra nhiều sự nguy hiểm nhất khi mà Baya sẽ tung ra những tình huống chân mở và siêu năng thế của Siêu đã đáp xuống những tình huống chói sẽ xích tội lỗi đến từ Lisa 7 cũng là rất khó chịu. Đây sẽ là thế trận mà KHP bắt buộc phải kèm cặp và bảo kê sát với người xạ thủ của mình. Chúng ta tiếp tục tấn công vào khu vực bùa đỏ của đối phương. Sanjo mất đồng hồ dừng động, sau đó anh ta cố gắng lết đi. Siêu có một tình huống khiêu khích tốt với ba thành viên trả ngược sợi xích tội lỗi đến từ vị trí của Ninja 7 cũng là khá đẹp. Chúng ta nhốt được một người ở trong cái tối hậu thư và ngay lập tức mạng hạ gục dành cho Tank X. Bên kia Hope One đang cố gắng truy đuổi vào người của Kid, tiếp tục là mạng hạ gục gỡ gạc lại dành cho bên phía của Divide và chúng ta kiểm soát toàn bộ phần rừng của đối phương. Chúng ta lấy được thành công điểm hạ gục của Siêu rồi và mục tiêu hướng đến tiếp theo sẽ là trụ khu vực đứng giữa và sau đó là kiểm soát để có thể lấy được con rồng nước. Rồng nước cũng là một con rồng hết sức quan trọng dành cho bên phía của Divide Sport để gia tăng thêm cái khả năng hồi phục của mình, và thời gian câu kéo trong rừng của QHP là đủ để khiến cho One Team họ không đưa được người ra phòng ngự cái trụ ở khu vực đứng giữa vừa rồi. Thế trận kiểm soát đã được thiết lập, chúng ta chưa mất đi bất kỳ công trình nào khu vực đứng giữa cả và nó mở ra một cái hướng để có thể đánh tốt hơn để cho bên phía của Divide. Họ chỉ cần nhấp nhả và sau đó quay lại cái trụ khu vực đứng giữa thôi là đủ áp lực rồi. Lee Sin của Chanzo ở xuyên suốt ra giữa trận đấu vừa rồi, anh ta cũng không gây ra được quá nhiều những tiền đề và có thể tận dụng tốt con bài này, hoặc thậm chí anh ta còn đang làm mục tiêu mà khiến chúng ta có thể áp sát được. Một tình huống lao ra đến từ Sanjo đẩy được một người về, đó là Tank X. Tank X cố gắng chống chịu sát thương, Tank X thoát đi được rồi, đối phương mất nhịp đầu tiên và chúng ta muốn đánh ngược trở lại hay không đây. Lùi là rất nhanh đến từ bên phía của One Team và chúng ta đang có thế tấn công vào con rồng ở trong tình huống này khi đối phương mất đến hai chiêu thức quan trọng đến từ Ninja 7 cũng như là Sanjo rồi. Nhưng chúng ta thì lại mất đi hai spell quan trọng từ vị trí của Tank X. Liệu rằng anh ta có muốn ở lại không? Băng địa chấn hất tung được 4 người và găm sóng âm lên đầu của QHP không dám băng đá từ vị trí của Sanjo. Còn ở đây là Baya, anh ta xoáy lại được hai người ngay lập tức bấm đồng hồ cát trong khi có tuyến trên cản ba đến từ vị trí của Len vẫn thuận về với cái đá móc phi thân của mình. Và người bị kẹt lại ở trong game đấu này trong tình huống vừa rồi là Baya tiếp tục đứng cao từ vị trí Coyote, bài vàng được bốc tung vào đầu của Lisa 7 nhưng chưa có sát thương được nhồi vào. Tôi đã có một kịp thoát tim trong tình huống mà Len anh ta nhảy vào 4 thành viên đội hình đối phương. Một tình huống thử khả năng chống chịu của Len và anh ta thử đánh công. Một cái tối hậu thư của Len thôi, anh ta chặn nguồn sát thương phần lớn đến từ bên phía của One Team khiến cho cái cánh còn lại đến từ bên phía của Divide hạ cũng rất dễ dàng vào vị trí của Baya. Trong con nửa trên này thì sao, định mệnh lao lên kết hợp cùng với Tank X đang dồn sát thương vào người của Sanjo. Baron đã thành công dành cho bên phía của Divide. Một tình huống khiêu khích chính xác đến từ vị trí của Siêu giữ chân được Coyote. Coyote đang rất thấp máu và bị hạ gục đứng khá cao và lâu đến từ vị trí của Coyote khiến anh ta không thể thoát về được trong pha giao tranh vừa rồi. Nhưng quan trọng là Divide vẫn kiểm soát thành công con Baron này để tiếp tục đẩy nhanh nhịp độ của trận thi đấu. Đồng ý, chúng ta đã có được hai mùa lợi rồng quan trọng hơn đối phương, rồng nước và rồng đất, thêm cả con Baron nữa thì đây là thời điểm để Divide Sword họ có thể chia người ra và thực hiện cái lối đánh 1-3-1 của mình. Nhưng mà trước mắt thì Coyote thì đã đang ở trong quá trình lên bảng đếm số nên có lẽ chỉ chia được một đội hình là 1-3. Tank X sẽ di chuyển ở khu vực cánh và ba người chơi còn lại sẽ đi cùng với nhau, hoặc là vị trí của Len với khả năng cơ động của mình thì anh ta nên là người được cử ra để đẩy lẻ ở một cánh, nên điều lính một cách khéo léo ở trong tình huống này để có thể tận dụng tốt nhất bù lợi Baron. Đây là một trong những lợi thế
mà không phải là dễ dàng có được. Chắc chắn rồi, những con Baron ở thứ 2, thứ 3 sau trận thi đấu rất khó để có thể kiểm soát. Vì vậy sẽ là chia lính một cách đều ở cả ba đường. Một tình huống mà Sanyo muốn tạo tiền đề và bất ngờ. Nhưng hai thành viên đứng cao nhất của Divine là hai thành viên chống chịu. Nếu như Sanyo bay vào đây, chưa chắc anh ta có thể thoát về được. Quyết định là lùi là một quyết định chính xác đến từ Sanyo. Và chúng ta đang thực hiện một tình huống ép cũng rất cơ bản, ép lính cao khu vực đứng giữa. Và chắc chắn sẽ có trụ ở khu vực nửa trên của bản đồ. Bây giờ thì Coyote đã xuất hiện với những tình huống bốc bài của mình rồi. Và quan trọng là các thành viên của Divine Esports họ có thể lấy được bao nhiêu công trình của đối phương đây. Đứng giữa thì đã mất đi hai trụ, đứng trên cũng vậy. Một cái khoảng không rất lớn được mở ra để cho Divine Esports có thể kiểm soát hoàn toàn lượng tài nguyên khu vực rừng cánh trên của bên phía One Team. Nên bình tĩnh thôi, nên ép bình tĩnh thôi. Đây là pha thi đấu mà đối phương có thể đánh ngược trở ra một cách rất nguy hiểm. Sanjo đang cực kỳ thấp máu và bị bổ chết đến từ vị trí của Tank X. Rất xuất sắc, người chơi đi từng đối phương phải nằm lại tối hậu thư được găm vào người của Siêu, nhưng ngay lập tức phải thoát ngược trở ra đến từ vị trí của Len. Và chúng ta lấy được đường lính siêu cấp đầu tiên ở khu vực đường giữa lao lên đến từ Hoàng Quân. Sắp được trả ngược lại là cực kỳ đau chặn mờ đến từ Bay Nha. Anh ta không thể lấy được một Na Hàng của ai cả khi Tank X anh ta còn quá sống chịu một cách quá cứng cáp ở trong giao tranh. Trường là đến từ Siêu trong tình huống này là hơi muộn, thậm chí là anh ta còn đang bị trả ngược sát thương. Hoàng Quân bắn rất tăng tim unstoppable dành cho Len. Dành cho đó là Hope One thì đúng hơn. Và chúng ta chỉ có một mình Kit ở đây thôi. Không, chính xác hơn là One Team chỉ có một mình Kit thôi. Đánh nhà. Và chúng ta đang muốn đánh nhà trong pha giao tranh này. Không có lick lick có rồi. Sẽ là 1-0 dành cho Divine. Tuyệt vời dành cho bên phía của Divine Esports khi họ đã có được một chiến thắng trước One Team. Mặc dù lợi thế giai đoạn đầu trận hoàn toàn nằm trong tay các thành viên của Đài Bắc Trung Hoa. Và đây là trận chiến thắng mà Divine Esports họ đã không vội vàng trong những tình huống giao tranh của mình và cả những tình huống kiểm soát. Những cái vấn đề của Divine có lẽ là chỉ từ những tình huống kiểm soát và cố gắng lấy trụ đứng giữa của đối phương mà thôi. Sau khi vượt qua được khoảng thời gian đó thì đội hình Divine dễ chơi hơn là cực kỳ dễ dàng. Và One Team ở trong trận thi đấu này, hãy cùng chờ xem khi ở bên phần sân màu đỏ thì họ sẽ có được phần cấm và chọn như thế nào. Ban đầu thì bên phía của Divine đã cấm đi đó là Olaf, một trong những chất tướng mà Sanjo sử dụng rất là nhiều. Senna và Nunu là hai chất tướng. Trong khi đó thì Galio, Zik và Redstone, những lượt cấm không khác biệt so với đầu tiên đến từ One Team và tiếp tục thôi. Không có gì phải ngần ngại cả, tiếp tục là lấy Kermil, một trong chất tướng mở dành cho bên phía của Divine. Đúng vậy, và cũng là tước đi một con bài thuận tay của Kit ở khu vực đứng trên nữa. Cấm vào vị trí của Nunu cũng sẽ là một sự lựa chọn hợp lý. Nunu vẫn đang là một vị tướng lỗi và với một đội tuyển đang bị ép vào chân tường thì việc của One Team pick cho mình một đội hình lạ cũng sẽ là điều mà họ có thể làm. Và bên phía của Divine Esports họ tính toán được cái nước đi này, họ quyết định cấm đi Nunu cũng là một quyết định hết sức là hợp lý mà thôi. One Team vẫn có được cho mình Varus, nhưng bây giờ thì con bài xuất hiện cùng Varus không phải là Galio nữa, thay vào đó là Gragas. Yasuo dành cho Coyote, liệu đây có phải là một trong sự lựa chọn hợp lý ở thời điểm này không, khi mà Twisted Fate vẫn đang được hở ra dành cho bên phía của Divine? Và quyết định có lẽ là ván này Yasuo sẽ sử dụng Yasuo không được dỡ rồi, một trong những cái lượt pick mà khiến cho tôi có một vài vết gợn, là một trong những sự cũng hơi lo ngại về lượt lựa chọn này đến từ bên phía Divine. Ít nhất chúng ta cũng đang hơi thiếu về mặt sát thương, về mặt phép thuật nếu như không có TF ở khu vực đứng giữa. Thì không biết là họ có định đánh một đội hình tay ngắn và không có xạ thủ hay là không đây. Với sự lựa chọn này, họ cần có những con bài tạo tiền đề hất tung và Rakan là một vị tướng hoàn toàn ổn để có thể tạo tiền đề cho Coyote trong những tình huống chăn chối. Và khi mà Rakan xuất hiện thì lượt chọn tiếp theo liệu rằng có phải là Seiya không? Có lẽ phong độ ngày hôm nay của QHP với con bài Seiya không được tốt. Anh ta thường xuyên có những tình huống đứng không được hợp lý lắm. Nên Kai'Sa vẫn là cái vị tướng vừa là tự tin, vừa là một cái góc độ gì đó về mặt late game, lượng sát thương được gây ra là đảm bảo dành cho bên phía của Divine. Nhưng bài toán được đặt ra vẫn là lượng sát thương phép không có trong đội hình này. Rồi, và cuối lượng lựa chọn cuối cùng vẫn tiếp tục là Diana dành cho vị trí của Baiya trong đội hình của One Team. Một đội hình phần lớn các thành viên của bên phía One Team có khả năng can vào bên phía của Divine là rất mạnh. Và trong giao tranh thì họ cũng sử dụng điều đó là cái thế mạnh của mình để có thể bóc tách đội hình của chúng ta. Có một thế trận giao tranh là rất tốc độ và nhanh chóng. Đặc biệt những tình huống chiêu cuối của bên phía One Team nó cũng có rất nhiều những tiền đề để có một giao tranh tổng thuận lợi dành cho họ. Khi mà trăng mờ, rồi những thùng rượu nổ, rồi những nộ long trước chia cắt đội hình bên phía của Divine là rất mạnh. Ván đấu này chúng ta không có một chất tướng hỗ trợ bảo kê thuần, bảo kê một cách triệt để như Brum ở trong ván đấu trước, mà chúng ta bắt buộc phải hướng đến một chất tướng hỗ trợ theo dạng tấn công nhiều hơn để tạo tiền đề cho Coyote có thể có được một pha giao tranh một cách dễ dàng nhất. Nếu như xuất hiện hình tráng của QFP ở thời gian này có thể hất tung được hai nhiều hơn hai thành viên sẽ là tiền đề rất tốt để cho bên phía của Divine có được pha giao tranh chiến thắng, nhưng điều đó là cực kỳ khó tại vì bên phía đối phương có những tình huống giao tranh tổng với thùng rượu nổ thôi, thế là đủ để chia cắt toàn bộ đội hình của chúng ta ra rồi.
và chúng ta thì sẽ cần đối phương phải tập hợp đội hình lại để thực hiện những tình huống xuất hiện hoành tráng, hất tung được nhiều mục tiêu thì sẽ là một cái tiền đề rất tốt để cho Coyote có thể thực hiện những cú chăn chối của mình. Và hơn thế nữa thì có lẽ Len cũng phải đóng góp một vai trò nhất định trong việc là khóa cứng vào nguồn sát thương chủ lực bên phía của One Team Ninja 7. Và một điểm lợi ở đây khi mà bạn pick một con bài khả năng tối rỉa từ xa như là Varus thì một cái tường gió của những Coyote cũng sẽ là một cái điều gì đó giúp cho Device Bot họ ngăn chặn được khả năng cầu máu của anh chàng này. Hy vọng là một cái tường gió đến từ Coyote có thể giải quyết được bài toán về mặt sát thương bên phía của One Team. Ninja 7 không thể gây ra sát thương trong giao tranh thì phần lớn lượng sát thương của họ cũng đã bị triệt tiêu đi rồi, một trong những động thái tốt. Và điều đó khiến cho Coyote có lẽ anh ta cũng sẽ phải chọn hướng lên cái điểm cộng, cái điểm kỹ năng của mình là ưu tiên nhiều hơn cho cái tường gió đến từ vị trí của Coyote. Và rất nhiều những tình huống chí mạng được tạo ra ở ngay cấp độ đầu tiên khiến cho tốc độ đẩy đường ở ngay cấp độ đầu của Coyote là nhanh hơn đối phương là rất nhiều. Anh X cũng đang có một động thái khá là rén trước những tình huống mà Kit anh ta ngang mặt lính và không cho Tanh X đứng lên cao để có thể là farm quái. Và bởi lẽ combo đến từ vị trí của Kit với Riven trong những cấp độ đầu nó là mạnh hơn hoàn toàn so với vị trí của Darius. Và nó khiến cho Darius trong tay của Tanh X phải cực kỳ là thận trọng. Và tôi nghĩ điều thận trọng này là cần thiết. Đối phương thậm chí còn có cả những sức tướng cơ động như là Lee Sin nữa. Thì có thể thấy được việc ganh vào khu vực đứng trên là điều mà One Team dễ làm nhất. Đây là điều cần thiết đến từ Tanh X. Anh ta sẽ cố gắng farm lính khi mà hồi được lại chiêu 1 của mình, cũng là hồi lại chiêu kéo. Trong khi đó anh ta cố gắng sẽ phải chịu nhún nhường trước với đối phương. Những tình huống mang lên và lấy máu trong tình huống vừa rồi sẽ là tiền đề rất tốt để cho Sanjo có một tình huống thăm hỏi sớm dành cho anh ta. Và những tình huống cắm mắt từ tuyến sau phát hiện sự ganh sớm của đối phương sẽ là cần thiết ở thời điểm này dành cho Tanh X. Và Sanjo cũng không bỏ qua điều đó. Anh ta đang kiểm soát con cua ở khu vực nửa trên của bản đồ. Đường dưới thì sao? Đó là trao đổi chiêu thức đến từ QSP cũng như là Hope One. QSP có những cái tú xử lý hết sức là tự tin để có thể là cấu máu vào cặp đôi phía bên kia, khiến cho Ninja 7 mặc dù sở hữu một cái tầm tay dài hơn so với Hope One nhưng anh ta phải chịu một cái sự thua thiệt nhất định về mặt ép lính. Và bây giờ là tình huống di chuyển lên khu vực đường trên, như đã nói Sanjo anh ta biết được khu vực đường nào là dễ gạch nhất, đó là khu vực đường trên, nhưng Tanh X cũng đã kịp thời có lá chắn và chưa mất đi tốc biến để có thể thoát về. Nên lùi sâu hẳn của Tanh X trong pha thi đấu này. Đối phương không thể ganh thành công và anh ta cũng đã là một sự thành công dành cho bên phía của Divine rồi. Quan trọng là Tanh X bắt buộc phải sống sót. Nếu như anh ta nằm lại thì sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy. Thứ nhất là đối phương có thể giúp cho những chất tướng như Sanjo hay như là Kit có thể xanh rất sớm và gây áp lực được những khu vực đường khác. Và thứ hai là họ tận dụng những mạng hạ gục của Tanh X để có thể bào đi lượng trụ rất nhanh chóng ở khu vực nửa trên của bản đồ. Điều đó sẽ rất khó khăn cho cánh ngược lại đến từ bên phía của Divine. Và việc không nằm xuống trong tình huống vừa rồi cũng đã là thành công dành cho Tanh X rồi. Đồng ý, đó là những sự cẩn trọng cần thiết mà từ nãy đến giờ chúng ta thấy Tanh X thể hiện ở khu vực đường trên. Nên nằm gai nếm mật với đội hình bên phía của Device Swap sẽ mạnh hơn ở trong những tình huống giao tranh tổng. Và trong những tình huống giữa game và cuối game, với việc là họ có những bộ combo có thể kết hợp nhuần nhuyễn với nhau, trong khi đó One Team họ tiếp tục lấy Lee Sin. Thì như đã nói, Lee Sin ở trong những giai đoạn giữa và cuối ván đấu sẽ rất khó để cho Lee Sin có thể pick được vào một mục tiêu và đá ngược trở về. Thì đây sẽ là cơ hội để cho Device Swap có thể phản công. Và cũng có một điểm nữa là khi Tanh X là người thu hút được sự can thiệp của Lee Sin trong tay Sanjo lên khu vực nửa trên của bản đồ, thì khu vực nửa dưới Hope One sẽ có được một tuổi thơ là rất êm đẹp. Anh ta không cần thiết phải có một thế trận là quá lấn lướt với đối phương, chỉ cần được farm thôi cũng đã là thành công dành cho Kai'Sa của Hope One rồi. Và khi bắt đầu có được hai món trang bị thì lúc đó Hope One sẽ đi cùng với những người đồng đội của mình liên tiếp tạo ra tình huống giao tranh. Một thế trận tôi nghĩ là cũng hài lòng với các thành viên của Divine, mặc dù bên phía của One Team có được nhiều sự chủ động hơn. Và bắt đầu có những tình huống đánh rất chậm rãi đến từ cả Device Bot lẫn One Team. Rồng đầu tiên của game đấu này là một con rồng gió. Và liệu rằng bên phía của Device Bot họ sẽ lựa chọn mục tiêu lớn như thế nào? Nhìn hướng di chuyển này thì Divine đang muốn kiểm soát khu vực hang rồng. Đã có những cái bước đi của Coyote xuống khu vực ở dưới của bản đồ để tranh chấp tầm nhìn. Bên phía của Divine đấu trước cũng là một tình huống con rồng gió là con rồng đầu tiên của trận thi đấu. Họ cũng đã né giao tranh toàn bộ với đối phương khi là người kiểm soát ngược lại mục tiêu ở phía đối phương. Nếu như đây là trận thi đấu One Team muốn kiểm soát rồng thì có lẽ bên phía Divine sẽ là người kiểm soát con sứ giả. Và ngược lại, điều này khiến cho những tình huống cắm mắt vào sâu phần rừng của bên phía One Team là rất quan trọng. Khi đó họ sẽ đoán biết được cái hướng di chuyển đến từ vị trí của Sanjo và biết hướng đi ngược lại so với khả năng kiểm soát của anh ta. Tạm thời hiện tại chúng ta chưa biết được cái tầm nhìn đến từ bên phía của Sanjo, nhưng là người đang chủ động kiểm soát trước vào con rồng đến từ vị trí của Len cũng là rất khó khăn vì hiện tại ở đây đối phương có đến 2 người. Và chúng ta có con mắt di động ở khu vực nửa trên, đó là Tanh X. Anh ta đã nhìn thấy vị trí của Sanjo rồi. Và chúng ta cũng chưa vội vàng để có thể tấn công vào bất kỳ một cái mục tiêu lớn nào cả. Đang có những cú ping vào vị trí của con sứ giả khe nứt khi mà Kit đã thực hiện cho mình tình huống biến về.
Và không biết được cái tốc độ di chuyển ra từ Shin Okit có kịp thời hay không khi chúng ta bắt đầu thực hiện những tình huống đam vào con sứ giả này rồi. Ninja 7 có mặt ở đây, cần đến cái tường gió của Yasuo, nhưng Yasuo đang ở đâu rồi? Lên đánh nhấp nhả thôi, Yasuo bây giờ mới di chuyển lên đến với những người đồng đội. Trong đó Divine lùi về một cách rất thận trọng, chờ tình huống tụ họp đủ cả 5 người mới quyết định lao ra. Len là người lao trước, cố gắng tranh cướp trừng phạt ở đối phương. Nhưng không thể rồi, Len bị hạ gục một cách quá nhanh chóng và phải nằm lại phía bên đây. Một tiếng thùng rượu nổ, QFP cố gắng lao ngược trở ra để cứu cho Coyote. Nhưng một tiếng trăng mờ là khá tốt đến từ phía Baiya, hất tung với cái cú lốc của mình là tốt đến từ phía Coyote. Nhưng cuối cùng đối phương vẫn có được mạng hạ gục. Tank X tới dưới chân được một người, đó là Seal. QFP lao ra với lượng máu là quá thấp, đấy, ta đã phải bỏ lại mạng hạ gục của mình. Chúng ta mất đi con sứ giả và mất cả 3 mạng hạ gục dành cho đối phương. Đó là sự tập hợp không được nhanh chóng đến từ bên phía của Divine Esports. Họ chỉ cần kéo con sứ giả ra thôi, nhưng họ lại không làm được điều này. Và khi con sứ giả nó chưa bị kéo ra thì các thành viên bên phía của đội tuyển One Team họ đã tiến đến để có thể hạ gục con sứ giả một cách cực kỳ là nhanh chóng. Đây là tình huống chúng ta ăn hộ đối phương con sứ giả. Và Yasuo của Coyote thì đến lại đến rất muộn và không thể nào đóng góp được bất kỳ cái tác dụng gì cả. Mặc dù đó là một cái thế có lẽ là bên phía của Divine nên lùi, vì mất đi con sứ giả cũng không phải là một cái điều gì đó gọi là quá nguy hiểm dành cho họ. Và đặc biệt là chúng ta vẫn giữ được cái thế tránh giao tranh với đối phương là điều quan trọng nhất ở thời điểm này. Một tình huống mà One Team có cơ hội giao tranh thôi, họ đã vươn lên dẫn trước với 3 mạng hạ gục và bắt đầu lăn quả cầu tuyết của mình rồi. Và dở hơn rất là nhiều. Trong ván đấu trước ít nhất chúng ta đổi được mục tiêu. Và đấu này thì nếu như là để mất con rồng gió nữa thì khả năng di chuyển đến từ bên phía của One Team nó sẽ được cải thiện hơn. Và cũng sẽ giúp cho họ có khả năng chia cắt đội hình của mình ra ở các cực cánh để thực hiện một cái tình huống đẩy đường là nhanh hơn so với bên phía của Divine Esports. Và hiện tại thì Coyote anh ta vẫn đang hơi đơn độc ở khu vực dưới này, song ấp được găm lên đầu nhưng tường gió được dựng ra và anh ta vẫn an toàn. Trong khi đó khả năng kiểm soát ngược trở lại con rồng gió thuộc về bên phía của Divine. Đồng ý, một động thái kiểm soát ngược lại con rồng gió nhưng đối phương quyết định đánh ngược trở ra trong pha giao tranh này. Sanjo đi rất cao, một tiếng hướng lao lên với xuất hiện ánh tráng. QFP khép góc được phần lớn đội hình của đối phương, ăn thành công con rồng gió vừa rồi và quyết định là bỏ chạy. Đổi ngược lại thì One Team vẫn hài lòng với việc họ là người có được cái trụ đầu tiên ở khu vực đường Baron và Kit là người có được điều đó. Với việc có được cái trụ vừa rồi thì Kit đang là người cực xanh, cực xanh với lượng tiền trong người trong đội hình của One Team, và anh ta sẽ có được một thế trận đầy lẻ là rất khó chịu trong khoảng thời gian sắp tới. Đồng ý, anh ta đang có thiên hướng lên trước cho mình dìu đen. Sau đó có lẽ sẽ là cái vũ điệu tử thần và thêm cả cơm năng lượng Solari nữa. Thì đây là 3 món đồ chấn phái để một Riven có sức quẩy ở trong những tình huống giao tranh. Trong khi đó thì cái lựa chọn lên đồ của Seal lại đang có vẻ như là hướng đến những cái triệu trường sinh thì phải. Thì anh chàng này lại không quyết định lên full tank theo kiểu tank thuần. Nhưng đây là chúng ta tập hợp người khu vực đối trên. Kit đang là mục tiêu lựa chọn 4 điểm ạ. Được găm trên đầu 4 điểm nội tại và sau đó cú bổ tank X có được mạng của Riven. Một động thái mà tôi đánh giá rất cao đến từ bên phía của Divine. Ở đây ra Hope One. Hope One đang là người bị dư chân, mất tốc biến thoát đi, bị găm sóng âm, bị găm cả nội long thương. À không, chính xác là bị găm cái sóng âm mọi người. Và anh ta không thể thoát về được trong pha giao tranh vừa rồi. Mặc dù đứng rất thấp ở trong bãi bùa đỏ mà thôi, nhưng đối phương với kiểm soát với nhiều thành viên hơn, thiếu ăn không thể thoát về được. Ở đây Coyote đang cố gắng vùng vẫy với 3 thành viên đối phương. Tạm thời anh ta sống sót với sự hỗ trợ của QFP và tường gió cũng đã được dựng ra. Bên phía One Team lấy được một mạng nhưng họ chưa thể động vào trụ đến từ bên phía của Divine, trong khi đó trụ đứng giữa nơi khó khăn nhất dành cho bên phía Divine đang được bào đi, và 2/3 lượng máu đã mất, một trong những sự gỡ gạc lại đến từ bên phía của Divine. Vẫn đánh được, mặc dù là Divine mất đi khá là nhiều những cái lợi thế, nhưng ít nhất thì họ vẫn giữ lại một con rồng nguyên tố là rồng gió là được rồi. Cái thứ hai nữa là đội hình của họ vẫn đang có một cái khoảng cách nhất định để có thể kiểm soát được những nguồn tài nguyên trên bản đồ. Và để cho Hope One có đủ thời gian để lớn vẫn là bài toán đánh lết thôi, khi mà đội hình của chúng ta là khỏe hơn về giai đoạn cuối so với cả One Team. Nên tôi nghĩ là Divine Esports họ tiếp tục cần phải có được những cái sự bình tĩnh của mình, không nhất thiết phải dướn quá trong những tình huống giao tranh, và nên giải thêm những con mắt ở trong khu vực rừng. Vì One Team là đội tuyển rất thích có những tình huống đột kích, những tình huống đánh úp, và các thành viên bên phía của Divine họ đã làm điều này rất tốt ở trong game đấu đầu tiên. Những tình huống bắt vào Kit như pha giao tranh khu vực Baron vừa rồi là một trong những tình huống mà rất cần thiết và hiệu quả ở khoảng thời gian này. Divine có thể làm được liên tiếp bắt vào những mục tiêu riêng lẻ của đối phương sẽ khiến cho đội hình của One Team không thể vận hành một cách trơn tru với cả 5 thành viên, với 4 thành viên áp lực một đường và một thành viên đẩy lẻ nữa. Nhưng ở thời gian này đối phương quyết định là không đẩy lẻ nữa mà quyết định là đi chung với nhau với cả 5 người để lấy những mục tiêu của chúng ta. Điều đó hở ra khu vực nửa trên của bản đồ là rất thoáng để cho Len có thể đổi lại cái trụ khu vực vừa rồi, và 2 thành viên đã cố gắng chặn đầu đối phương lên đây chính là Tank X cũng như QFP. Điều này sẽ đủ thời gian để họ lấy được trụ đứng giữa của đối phương. Những đổi trác vẫn là hợp lý dành cho bên phía của Divine.
Ôi, và bây giờ thì chúng ta có 4 người hoành tráng hất tung được 2 người, có luôn chăn chối đến từ vị trí của Coyote. Sát thương của vàng chưa phải là quá lớn, chưa dứt điểm được ai cả. Xin thấp thấp máu và cú bổ bằng chí tanh ích lấy thành công được mạng của anh ta. Tiếp tục kích hoạt bổ lần này, có luôn được mạng của Sanyo. Nhưng bây giờ thì tanh ích đang hơi đơn độc, có 3 người bên phía của One Team đã tập hợp ở khu vực giữa này. Và chúng ta thực hiện một tình huống 2-2. 2-2 trong tình huống vừa rồi, đó là hai cú máy chém tao sớt đến từ vị trí của tanh ích. Nhưng quan trọng là chúng ta có được hai cái trúc, một cái ở khu vực đường giữa, một cái khu vực đường trên. Đổi ngược lại thì đối phương sau một pha giao tranh có phần chiến thắng thì họ cũng đã gỡ lại cái trụ khu vực đường giữa rồi. Nhưng không sao, không phải là quá thua thiệt dành cho phía Divine. Lượng tiền dẫn cách ở thời điểm hiện tại mới chỉ là khoảng 3.000 mà thôi, và nó không bị tuột quá xa khỏi tầm tay đến từ bên phía của Divine. Thậm chí là những tình huống giao tranh nhỏ lẻ như thế này, bên phía Divine vẫn đang là người có lợi hơn khi sở hữu những chất tướng có thể stick với nhau, có thể collab với nhau một cách rất an toàn và hiệu quả ở khoảng thời gian này nữa. Nên liên tiếp có những tình huống bắt lẻ và có những tình huống đánh một cách đột biến như vừa rồi. Và con rồng thứ hai của trận thi đấu là con rồng nước ở khoảng thời gian này tiếp tục sẽ là một khoảng thời gian chúng ta có thể ép giao tranh với đối phương được. Và chúng ta đang đẩy cao tốt lính ở cả khu vực đường trên lẫn khu vực đường dưới. Đây là một cái thế lính nó thuận lợi dành cho bên phía của Divine Esports, và việc cần làm là nhấp nhả mà thôi. Thì khi đó những cái áp lực về thế lính sẽ khiến cho bên phía của One Team họ phải chia người để có thể là về đép ở khu vực đường, đặc biệt là khu vực đường trên khi thế lính của chúng ta ở vị thế cao hơn khu vực dọc sông. Và bây giờ thì Divine Esports họ cũng đang muốn làm điều này, và cái khả năng nhấp nhả của họ là hoàn toàn có. Có lẽ cứ bình tĩnh thôi, bên phía của Divine nên kiểm soát hết tầm nhìn, sau đó lấy lại những lượng bụi, sau đó bắt lẻ đối phương. Chứ việc tấn công trước vào hang rồng ở thời điểm này sẽ là rất bất lợi dành cho bên phía của Divine. Và hai bên thì kể cả với One Team họ cũng đang không muốn là người phải là vào trong hang rồng trước. Đây cũng đẩy lui được toàn bộ các thành viên của Divine về. Họ bắt đầu kích hoạt rồng rồi, lượng tầm nhìn vẫn đang là đủ để cho Divine có thể sinh cướp trong pha giao tranh này. Có đánh không đây? Nếu như không đánh thì họ sẽ để mất đi con rồng vào tay của đối phương là rất nguy hiểm. Bây giờ Divine Sword họ đã sở hữu được con rồng này rồi, trừng phạt chính xác. Và người đang càn lên đó là vị trí của tanh ích cùng rượu nổ không mang lại được quá nhiều ý nghĩa. Và đây đúng là tình huống có thể rút lui được. Những người không muốn rút lui là Kit. Kit liệu rằng có mắc sai lầm hay không đây? Chiều cuối đến từ vị trí của Len xoáy vào vị trí của Baya. Baya bấm đồng hồ cát trước khi anh ta thực hiện cái chiều cuối của mình. Và sau đó là trả ngược sát thương rất tốt từ vị trí của Kit. Người bị hạ gục là Hope One, là Coyote. Kit vẫn đang cố gắng quẩy nhưng tanh ích mổ đau hơn. Mục tiêu từ vị trí của tanh ích rồi, thì giờ 7 cũng lên bảng đếm số. Chúng ta thu lại được 3 mạng cũng trong tình huống vừa rồi, cộng thêm chiến lợi phẩm đó là con rồng nước. Hope One có lẽ anh ta đã quá nóng vội trong việc sử dụng chiêu cuối của mình. Khi anh ta lao lên với đội hình đối phương bị bắt rất triệt để đến từ vị trí của Sanjo về nằm lại sớm. Tanh ích là người sửa sai trong pha giao tranh vừa rồi đến từ bên phía của Divine. Với 3 mạng hàng gục thu về được, và quan trọng là con rồng thứ hai của trận thi đấu được giữ lại một cách rất gọn gàng đến từ tình huống trừng phạt đến từ vị trí của Len. Một tình huống giao tranh mà có lẽ vẫn là có lời dành cho bên phía của Divine. Và rất nhiều lợi thế, mặc dù tình huống đó việc đánh ngược trở lại là rất khó khăn dành cho Divine, nhưng có được 3 mạng hạo gục đã đánh giá là thành công rồi. Tanh ích là người đứng rất cao trong pha giao tranh này, anh ta găm được rất nhiều những điểm nội tại vào người của đối phương, và đặc biệt là người đóng góp với hai cú bổ máy chém nó sớt mang về 3 mạng hạ gục dành cho bên phía của Divine nữa. Đây chúng ta sẽ cùng nhìn một tình huống của Hope One, anh ta bị bắt rất triệt để đến từ Kit sau một tình huống kích hoạt chiều cuối lao lên quá sâu trong pha giao tranh này. Nếu như Tanh ích không làm tốt trong pha giao tranh này, có lẽ chúng ta đã chỉ thu về được con rồng và mất đi rất nhiều mạng hạ gục. Và nó cũng là một tình huống mà tôi cảm giác như là cái đội hình của One Team họ đang có một chút gì đó sợ sệt các thành viên mình vai chăng đây, khi mà cái tình huống mà lao vào khu vực hang rồng đó, chiêu cuối vẫn còn trên người của Baya, chiêu cuối vẫn còn trên người của Siêu, là những cái chiêu cuối rất thuận lợi trong những tình huống tập trung đông người như vậy để họ có thể mở ra một thế tấn công. Và trong lúc những cái thùng rượu nổ được tung ra, những cái chăng mở được tung ra thì hoàn toàn đủ thời gian để cho Lee Sin có thể trừng phạt và lấy đi con rồng nước, và sau đó quay ngược trở ra để đánh nhau với các thành viên của Divine. Nhưng họ lại chần chừ và họ để cho Divine Sword chiếm toàn quyền kiểm soát ở trong hang rồng. Và qua đó thì Divine họ vừa sở hữu được rồng đã mạnh hơn, kích hoạt được thêm khả năng hồi phục của họ rồi, nên họ hoàn toàn có lợi trong những tình huống giao tranh. Một tình huống đẩy được tanh ích về ngay lập tức dồn sát thương đến từ bên phía của đối phương, và tanh ích bị hạ gục với sức sát thương đến từ vị trí của Kit lao lên với trang mở giữ được một người, đó là Len, bắt rất triệt để vào vị trí của Khuê HP. Coyote từ phía sau có một tình huống kiệt sức đã được tung ra và mất đồng hồ tương động, dựng tương gió ra. Sanjo tiếp tục lướt lên và áp sát đội hình của bên phía Divine. Chúng ta lui về thành công với 4 người, bỏ lại một mạng hạ gục của tanh ích, và con Baron đang mở ra dành cho bên phía của One Team. One Team có lẽ cũng không dám ăn Baron trong thời điểm hiện tại. Mất đi tanh ích thì có lẽ khả năng cấu rỉa, khả năng gây khó chịu vẫn là có đấy từ 4 người chơi còn lại bên phía của Divine, nên là rất nguy hiểm để cho One Team họ có thể tiến ra hang Baron. Họ chỉ có thể kiểm soát tầm nhìn mà thôi. Và việc mất đi tanh ích ở trong thời điểm vừa rồi nó cũng không phải là một cái thời điểm quá nhạy cảm, khi mà những mục tiêu lớn ở trên bản đồ là hơi khó. Chỉ còn lại Baron để cho One Team thôi, nhưng mà ăn thì cũng sẽ rất nguy hiểm, nên là chúng ta cũng chưa mất đi quá nhiều những cái lợi thế trong mặt kiểm soát thế trận này.
và hy vọng rằng đây là trận thi đấu cần bình tĩnh hơn một chút nữa đến từ bên phía của Divine. Sức mạnh của Hope One vẫn đang chưa thực sự là quá rõ ràng với chỉ một món đồ anh ta có là lưỡi gươm suy vong, nên chúng ta cần thêm khoảng thời gian nữa để cho Hope One có thể lớn. Chúng ta cần rất nhiều thời gian nữa, cần thêm nhiều khoảng trống nữa để Hope One có thể farm. Với việc anh ta nằm xuống đến 3 mạng hạ gục thì ở khoảng thời gian này anh ta đang chưa có được những cái lượng đồ đạt đúng với sự kỳ vọng để có thể đảm bảo lượng sát thương đến từ bên phía của Divine. Đâu đó lượng sát thương của Divine nó nằm nhiều phần của tank X mà thôi. Khi anh ta trong những thời gian dài hơi, anh ta tích nhiều những điểm nội tại lên người của đối phương và có những tình huống bổ máy chém no sớt có thể bù lại lượng sát thương đang thiếu hụt đến từ vị trí của Hope One. Đâu đó Coyote cũng đang rất cần những lượng đồ của mình để có những tình huống lao vào đối phương, những tình huống chém thì Coyote có thể có lượng sát thương đảm bảo nhất. Và đúng như những gì chúng ta dự đoán thì Coyote đang ưu tiên lựa chọn điểm cộng cho cái tường gió, để cho tường gió ở thời điểm hiện tại đang là rất to rồi để có thể chắn đi lượng sát thương tầm xa đến từ vị trí của Ninja 7. Đúng vậy, mặc dù Ninja 7 anh ta cũng đang tương đối xanh ở trong ván đấu này, lượng tiền chênh lệch khoảng 2.000 tiền so với xạ thủ của chúng ta, và đặc biệt cả Baya nữa cũng phù thủy cũng đã có lượng sát thương của One Team, có lẽ tính về lượng sát thương tổng thì sẽ nhiều hơn so với phía của Divine, nhưng chúng ta có những công cụ để cản lại những tình huống cấu máu của đối phương. Và đây là tình huống giao tranh có thể sẽ là bánh mì kẹp thịt, nhưng tốc độ vào là không kịp rồi, giống đã thuộc về bên phía của One Team. Giao tranh nổ ra hơn ba người là rất hay, chặn trốn được ba người luôn, nên bước vào với cái tối hậu từ được đâm lên đầu của Ninja 7. Ninja 7 lên bảng đếm số, Xin cũng đang thấp máu và ăn một cú bổ đến từ vị trí tăng X, cũng lên bảng đếm số luôn rồi. Chúng ta vẫn còn nguyên 5 người. Đây là pha giao tranh hoàn toàn thắng lợi cho Divine Sport để họ có thể hướng tới con Baron. Baron đang là điều mà phía Divine cần được kiểm soát được trong tình huống này. Trước đó là một pha giao tranh mà Ninja 7 hoàn toàn không được chơi. Mặc dù bên phía của One Team rất nỗ lực lấy được con rồng thứ ba của trận thi đấu, nhưng đổi ngược lại họ mất quá nhiều, đó là cặp đôi khu vực đường rồng. Kid đang cố gắng lấy tầm nhìn, bị gây sát thương và bị giữ chân bởi đó là tank X. Quyết định đánh ngược trở ra đến từ phía Divine. Tank X bắt đầu dồn lượng sát thương và những điểm nội tại lên đầu của Kid. Kid bị hạ gục hay chưa? Câu trả lời là chưa. Chúng ta quay ngược trở lại với con Baron đang được giữ ở một nửa lượng máu, một chấm rồi. Kid tiếp tục thoát về thành công. Lee Sin đến từ Sanjo đang giữ đầy đủ lượng. Quay Lee Sin đi, đừng quay ra đây nữa, đúng rồi. Và chúng ta đang có một tank X đứng đây để bọc đầu. Baya đứng ở một góc rất khó chịu. Baya chưa có chiêu cuối, dịch chuyển ngược trở ra đến từ hai thành viên bên phía One Team, nên dừng sát thương đến từ Baron. Rồi sát thương ngược trở lại vào người của Baya. Tình huống tung chiêu cuối rất hay đến từ Ninja 7, giữ chân được nhiều người. Và bên phía One Team là người có được con Baron trong pha giao tranh này. Tank X là có rất dễ dụa. Và chúng ta mất 3 người trong tình huống này, rất đáng tiếc dành cho bên phía của Divine. Hơi đáng tiếc một chút khi mà chúng ta không hạ gục được Kid ở trong tình huống vừa qua, một chấm máu có chết người của Kid thôi. Hoặc nếu không thì chúng ta hoàn toàn có thể bỏ con Baron đi, không cần phải quá dướn như vậy. Nhưng đó là những cái khoảnh khắc, mà Divine Sword họ cần phải lựa chọn, một là ăn hay là dừng. Và Divine Sword chọn ăn, và chọn ăn thì họ lại đánh mất con Baron, không thể ăn được. Đồng nghĩa việc One Team họ kiếm hoàn chiếm được hoàn toàn quyền kiểm soát trận đấu, cũng như là sẽ có được chiến thắng ở trong tình huống bảy nhà này. Hope One đang cố gắng bắn, nhưng tốc độ đẩy trụ đến từ bên phía của One Team lại là quá nhanh. Và bên phía One Team gỡ gạc được trận ván đấu thứ hai này với tỷ số là 1-1, và chúng ta bắt buộc phải dùng đến ván đấu thứ ba để quyết định xem ai mới là người đi tiếp. Một trận thi đấu rất đáng tiếc dành cho Divine khi đâu đó chúng ta có những điểm sáng sau khi hạ gục đối phương ở khu vực con rồng thứ ba của trận thi đấu. Nhưng việc nữa mà, nhưng mà họ lại không làm như vậy. Và cái điểm khác biệt nữa ấy, đến từ vị trí của Yasuo ấy, tức là khi đội hình của Divine bắt đầu có lợi thế rồi thì họ có thể tạo những đội hình đi cặp 2-3 với nhau, dắt Twitter Fate đi và chọn những tình huống bài vàng bắt lẻ mục tiêu là rất áp lực. Nhưng với Yasuo anh ta không thể làm được điều đó. Yasuo có lẽ là chỉ là chất tướng dành cho những tình huống giao tranh tổng mà thôi, chờ đồng đội của mình làm tiền đề cực tốt với những tình huống hất 2, hất 3 đến từ khối HP, sau đó chúng ta sẽ lao vào. Nhưng ván đấu vừa rồi không phải là một ván đấu mà để lại chúng ta quá nhiều ấn tượng với con bài Yasuo. Bỏ qua ván đấu đó, chúng ta sẽ vẫn còn một cơ hội cuối cùng ở trong trận thi đấu này. Và ngay lựa chọn đầu tiên thôi, One Team đã có một chất tướng là rất áp lực rồi với Zeke ở khu vực đứng giữa, hoặc thậm chí là trong tay của Ninja 7. Và chúng ta chọn đội đỏ nên những lượt cấm nó là cần thiết vào vị trí của Kid, Riven rồi thì cả đó là Kermil nữa đều đã bị cấm đi. Và One Team thì ngay lập tức sử dụng cho mình con bài Zeke khi mà Zeke đang được nổ ra. Còn Divine Sword lấy hai chất tướng đấu sĩ, Olaf cùng Darius vẫn đang là những sự ưu tiên hàng đầu của Divine ở trong game thi đấu mang tính chất quyết định này. Cơ hội được chia đều cho cả hai bên, mỗi bên đều chỉ có cơ hội duy nhất này để có thể ở lại với giải đấu mà thôi. Rất căng. Đây là một ván đấu có ý nghĩa rất quan trọng với cả hai bên, tiếp tục là Kai'Sa. Điều này được lựa chọn vào thứ nhất là bên phía của One Team đang hướng đến một cặp đôi sát thương mạnh nhất ở thời điểm hiện tại ở giai đoạn late game. Và thứ hai là Hope One cũng sẽ không có được con bài này, không một con bài mà anh ta đang có được cái độ hiệu quả là cao nhất. Nhưng ở thời điểm hiện tại Varus cũng đã bị cấm đi rồi, vì vậy sẽ là rất khó khăn cho việc chọn tướng dành cho Hope One.
Seiya, tôi nghĩ là một cái sự lựa chọn cũng ổn, nhưng mà anh ta đang Koki. hướng tới một con bài khác. Koki thì cũng vẫn được, sát từ giai đoạn cuối của Koki vẫn cực kỳ là ổn định. Và quan trọng là giữ vị trí như thế nào mà thôi, khi mà Koki cũng là vị tướng có tầm tay tương đối ngắn. Bù trở lại thì anh ta có một lượng sát thương rất khủng khiếp, khi mà có được 3 món đồ khả năng bắn chí mạng đến từ Koki sẽ cũng là một điều gì đó áp lực dành cho bên phía của Divine. One Team vẫn sẽ là lựa chọn, và Lee Sin vẫn lựa chọn Lee Sin trong game đấu này. Hy vọng rằng Lee Sin của Sanzo sẽ là một trong những điều mà chúng ta có thể kỳ vọng ở ván đấu thứ 3 này. Khi những ván đấu trước thì những cái dấu ấn, những cái trận chiến thắng đến từ bên phía của One Team nó không đến từ con bài này, và thậm chí trong những thế mà bị ép sân ấy, thì Lee Sin của Sanzo cũng gặp rất nhiều những sự khó khăn và không thể triển khai và tạo được bất kỳ một cái đóng góp gì dành cho đội hình của One Team. Thì đây cũng sẽ là một chất tướng mà Lee Sin đến từ Sanzo chúng ta phải tận dụng được. Nếu như có những lợi thế sớm thì việc ép sân sẽ là rất dễ dàng, vì đối phương không phải là một chất tướng đi rừng có khả năng đánh ngược giao tranh hay là có một thế phòng thủ là quá tốt. Và tiếp tục sẽ là một cái thế trận mà bên phía của đội tuyển Divine họ lại phải cần chờ thời gian để cho con Koki này có thể tích lũy được cho mình những cái lượng đồ. Giai đoạn giữa game sẽ là thời điểm mà bên phía của Divine họ khỏe, còn late game thì cũng vẫn sẽ là một cái thời điểm gì đó nguy hiểm dành cho bên phía của One Team khi họ đang sở hữu cả Zeke lẫn cả Kai'Sa trong đội hình của mình nữa. Còn khu vực đường trên sẽ là khu vực có lẽ hướng lên phần nhiều đến từ vị trí của Lee Sin trong tay của Sanyo, đúng không? Khi mà cái khả năng dồn sát thương thì có lẽ sẽ được đảm bảo hơn ở khu vực nối trên của bản đồ. Trong khi đó, khu vực giữa giai đoạn đầu tiên sẽ không có quá nhiều sát thương đến từ con bài Zeke cũng như là khả năng giữ chân mục tiêu. Khu vực đường dưới cũng vậy, sẽ chỉ là Kai'Sa kết hợp cùng Lulu thôi, khả năng tạo hiệu ứng khống chế cũng sẽ là không quá tốt, và cái sát thương Kai'Sa giai đoạn bắt đầu cũng không phải là quá nhiều nữa. Thì có lẽ Tank X tiếp tục anh ta cần phải thi đấu một cách cẩn trọng, và minh chứng cho thấy là trong cả hai game thi đấu vừa qua thì nửa trên của bản đồ luôn là những cái điểm đến đầu tiên đến từ vị trí của Sanyo. Mặc dù là rất ủng hộ Divine nhưng với lượt lựa chọn như thế này đến từ One Team thì chúng ta cũng phải dành một sự lo lắng dành cho họ, tại vì việc giữ trận thi đấu đến giai đoạn late ấy là một trong những điều mà One Team họ làm là cực kỳ tốt. Việc họ không quá quăng game, và khi mất đi những lợi thế thì những họ luôn biết cách thứ nhất là tìm những cái lợi thế ngược lại để có thể bù đắp cho những lỗ thế của họ, và cái thứ hai là việc đánh một cách rất an toàn, nó khiến cho thế trận mà bên phía của Divine có thể đẩy nhanh nhịp độ trận đấu cũng như là lăn cầu tuyết là rất khó khăn. Chúng ta phải thấy mặc dù trong trận đấu trước chúng ta có những pha giao tranh chiến thắng với đối phương, nhưng việc đánh ngược trở lại và gỡ gạc lại những cái lợi thế vẫn là lần điểm mạnh đến bên phía One Team, và điều đó khi được áp dụng ở trong trận thi đấu này thì Kai'Sa và Zeke sẽ là cặp đôi được hưởng lợi rất là nhiều. Cuối trận đấu thì lượng sát thương đến từ cặp đôi này có lẽ là khó để có thể chống chịu lại được đến từ bên phía của Divine rồi. Quan trọng hơn thế nữa thì lại còn có một cái vị tướng giúp cho cái combo của Zeke nó dễ trúng hơn, đó là đại điện trấn đến từ vị trí của Java điện tử trong tay Kit nữa. Tiếp tục là những cái sự lựa chọn tướng, sự lựa chọn đội hình nó khá là dễ chơi dành cho bên phía của One Team, có nhiều phương cách để họ có thể triển khai cái đội hình này của mình. Đánh late cũng là khỏe, giai đoạn đầu game thì họ có Lee Sin để tạo đột biến, và Lee Sin nếu như không thể tạo đột biến giai đoạn đầu game thì anh ta chỉ cần kiểm soát tốt những cái mục tiêu lớn thôi thì cũng là đóng góp một phần vào cho sự thăng tiến sức mạnh của Zeke, của Kai'Sa rồi. Cặp đôi của Divine trong tình huống này họ không hỗ trợ ra khu vực đứng giữa để đẩy lính cũng như là lấy tầm nhìn, mà họ đang có một tình huống rình rập ở khu vực đường rồng. Trong khi đó đổi ngược lại thì cặp đôi đường rồng đến từ bên phía One Team được đổi lên khu vực nửa trên của bản đồ, và họ cũng có những hướng rình rập giống như cặp đôi của Divine, nhưng Tank X lại là người xuất hiện ở đây vì anh ta sẽ là người gặp những bất lợi và nguy hiểm. Trong khi đó thì đường giữa đến từ bên phía của One Team đã được đẩy rất nhanh rồi khi hai thành viên của đối phương hỗ trợ nhau dọn lính và người chơi bị giữ chân, đó là Coyote, nhưng trước đó Coyote cũng khiến cho Kid mất đi lượng máu là khá lớn. Và hiện tại thì Kid đang vẫn còn xuất hiện ở khu vực đường giữa, như vậy thì anh ta sẽ mất tương đối nhiều lính ở khu vực đường dưới của bản đồ, còn Hope One thì được thả một khoảng thời gian ra để có thể farm cháy máy. Trong khi đó thì chúng ta cũng đã ngay lập tức cử khuê HP lên khu vực đường trên để giúp cho Tank X không thua thiệt quá nhiều so với đoạn đầu của ván thi đấu. Rồi, và sau khi kết thúc đoạn đầu thì những bên đều có những cái sự toan tính về mặt di chuyển bước đầu của mình, và những bước đầu đó cũng không mang lại được quá nhiều lợi thế dành cho một bên nào cả. Với Tank X mặc dù đã bị đẩy lui ở tân lính đầu tiên, nhưng tân lính thứ hai thì vẫn còn trọn vẹn dành cho anh ta để có thể farm. Đường giữa thì sao? Một thế trận mà Coyote đang có khả năng đẩy lính nhỉnh hơn. Ngay lập tức xuất hiện Sanzo ở đây để thứ nhất là giải tỏa áp lực dành cho bên phía của Baya, và thứ hai là khiến cho Coyote không thể quá lấn lướt. Và với sải tay dài của mình thì Kid anh ta vẫn hoàn toàn có thể đối đầu được với Hope One ở khu vực ở dưới. Nên nhìn chung thì khả năng cái đấu pháp đảo đường đến từ bên phía của One Team vẫn đang đạt được cái độ hiệu quả. Nhưng bây giờ thì Len xuất hiện. Kid biết điều này vì anh ta đã để lại một con bắt ở bụi cỏ chạc 3. Và Len có lẽ sẽ phải bỏ thôi. Anh ta chỉ có thể là để lại những con mắt trong rừng của đối phương chứ không thể nào tiến sâu hơn được nữa. Đó vẫn là thành công rồi. Đó vẫn là thành công dành cho bên phía của Divine.
khi chúng ta khiến cho Kit mất đi một đợt lính là cực lớn ở khu vực đường rộng, và chúng ta cũng thả lại được những con mắt trong phần rừng của đối phương. Sanjo bị phát hiện ở khu vực nửa trên, đang sẽ là một tình huống mà có cả Zik lên đây đến từ Baya nữa thì sẽ là 4-2, nhưng sẽ bớt nguy hiểm hơn vì hiện tại Baya vẫn chưa có chiêu cuối để tung siêu bom địa ngục ở khoảng cách là xa và dồn sát thương vào. Với những tình huống bằng trụ, quyết định là lui ở tình huống này là hợp lý đến từ One Team. Và cái sự đưa vị trí của khối HP lên khu vực đường trên, tôi đánh giá là cũng một cái bài đánh trả rất hay từ bên phía của Divine Esports. Họ kiểm soát rất tốt mắt ở khu vực nửa dưới của bản đồ, và sự cơ động đến từ vị trí Hope One là hoàn toàn để có thể đảm bảo cho anh ta farm một cách rất an toàn và gia tăng cái lượng sức mạnh của mình khi được hít chọn những cái lượng kinh nghiệm và những lính, và qua đó thì cái sự thăng tiến sức mạnh của Hope One sẽ trực tốc độ hơn. Hiện tại thì anh ta đã có cho mình cấp độ 5 và chuẩn bị hoàn thành xong cho mình món đồ đầu tiên rồi. Coyote có chiêu cuối, điều này khiến cho cái ý đồ băng trụ với Lee Sin ở những cấp độ đầu tiên đến từ bên phía của One Team nó sẽ bắt đầu được khó khăn hơn nếu như họ quyết định muốn thực hiện, và để thực hiện được điều đó cũng là rất khó nữa. Coyote có thể bay đến bất kỳ một mục tiêu nào. Điều quan trọng ở thời điểm này có lẽ là bên phía Coyote anh ta cần phải có nhiều thông tin hơn để không quá tham lính ở những đợt dọn lính của mình và có những tình huống di chuyển trước đợt lính thôi. Phía đối phương đứng dưới sao chúng ta đã có thể đánh là 2-1, Kit bị trả sát thương là cực đau, nhưng với việc có siêu từ phía sau và có cả Sanjo nữa thì chúng ta cũng có những tình huống đánh trả là rất gắt. Và bây giờ thì đội bạn quyết định là đổi ngược trở lại vị trí của Ninja 7 cũng như là siêu xuống khu vực đường dưới này. Thế nhưng mà cái tốc độ di chuyển ra đến từ anh chàng Kit lại không thể nào kịp được lên khu vực đứng trên. Và nó tiếp tục là sẽ mất đi thêm một tên lính có xe nữa dành cho vị trí của Kit. Và Len thì đã nấp ở đây đợi sẵn trong một tình huống mà quay lại đến từ Kit. Và nếu như anh ta sơ hở thì có thể sẽ là tình huống 2-1. Nhưng quyết định của Len đó là lui về để có thể kiểm soát những con cua kỳ cục. Đó là pha thi đấu mà có lẽ Len có đủ tiền đề để ra và giúp cho Tank X có được lượng máu trụ là lớn nhất. Nhưng với việc là những mục tiêu lớn ở trên bản đồ đã dần xuất hiện rồi, và anh ta cũng không biết cái tầm nhìn đến từ vị Sanjo là ở đâu. Và khi anh ta mà lộ sai sẽ rất là lỗ thế dành cho phía của Divine. Với việc lựa chọn mục tiêu và đối phương có thể counter ngược lại cái hướng chọn mục tiêu của anh ta, thì phải quyết định không lộ sai trong tình huống vừa rồi cũng là hiểu được dành cho Len. Và khi bắt đầu tụ họp đủ các thành viên ở đây thì bên phía của Divine quyết định tấn công vào con sứ giả. Và một điểm chung ở trong kẻ đối đầu BO3 này là ba con rồng đầu tiên của trận thi đấu đều là con rồng gió. Đúng vậy. Và hầu như là One Team cùng Divine sẽ chia nhau những mục tiêu lớn. Và trong bàn thi đấu thứ hai thì là tranh chấp thôi. Còn game điều này thì là một sự trao đổi hoàn toàn giữa One Team cũng như Divine Esports. One Team sở hữu rồng gió, Divine Esports sở hữu con sứ giả khe nứt, và họ đang quyết định tổng tấn công lên khu vực đứng trên. Chúng ta vẫn hoàn toàn có thể đép được đơn lính ở khu vực nửa dưới của bản đồ. Và trụ đầu tiên sẽ thuộc về bên phía của Divine Esports. Hay, rất hay, đây là một tình huống đổi trác rất hay đến từ bên phía của Divine. Đối phương dồn đến cả 5 thành viên xuống khu vực nửa dưới của bản đồ nhưng cũng không thể tạo ra một tình huống băng trụ. Trong khi đó cặp đôi của Divine đang có tốc độ đẩy là cực nhanh ở khu vực nửa trên, và nếu như không có bất kỳ một động thái nào quay ngược trở lại đây để phòng ngự thì có lẽ trụ thứ hai cũng sẽ sắp có dành cho bên phía của Divine. Một tình huống giữ chân Kit, nhưng Kit đu đi với bộ combo của mình, chúng ta dồn sát thương, dồn sự áp lực ra khu vực đường giữa. Baya sử dụng chiêu cuối dọn đi đợt lính, sứ giả được thả ra, và Hope One đã sử dụng thảm lửa của mình để thoát ra khỏi cái tình huống tấn công của đối phương. Một tiếng bạc đầu đến từ phía Sanjo đang cố gắng lùi về với rất nhiều thành viên thấp máu, phải mất tốc biến để bỏ chạy siêu ra. Thế bây giờ mới được sử dụng Coyote tạm thời sống sót. Các thành viên yếu máu của Divine cũng đã lùi về thành công, và chúng ta không mất bất kỳ một ai trong pha giao tranh này cả. Không mất bất kỳ một ai trong một tình huống mà đối phương đã chủ động tấn công, tôi nghĩ là ổn dành cho bên phía của Divine Esports. Họ hoàn toàn có thể lùi đi một cách an toàn, nhưng đây là tình huống tấn công. Sanjo đang găm cho mình những cái sóng âm lên đầu của Tank X, nhưng Tank X còn lá chắn và anh ta cũng kích hoạt kịp thời được cái móng vuốt Stera của mình, chưa phải nằm lại. Một tướng đồng sĩ hoàn toàn có khả năng chống chịu của bên phía Divine Esports, và qua đó thì những tình huống tấn công của One Team vẫn chưa thu lại được cho họ bất kỳ một những cái lợi ích gì cả. Và chúng ta thì ngược trở lại với con sứ giả Kenneth đã cấu được một nửa cái móng trụ ở khu vực đứng giữa, cũng vẫn là thành công ở thời điểm này, và lượng tiền đang là cân bằng đến từ cả hai bên. Nhưng với việc cân bằng ở thời điểm này thì cũng là một trong những điều mà bên phía One Team họ hài lòng. Cặp đôi sát thương của họ vẫn đang có được tốc độ tăng tiến và cái tốc độ lớn một cách ổn định, không gặp quá nhiều sự nguy hiểm. Đâu đó thì chỉ vui mừng cho Divine thôi. Khi đối phương mà xanh sớm thì có lẽ sẽ là một kiệt thị là rất khó khăn được trên sao. Tank X bị tấn công bởi 3 thành viên đối phương, siêu bom địa ngục, thậm chí đó là 4. Với siêu bom địa ngục vừa rồi anh ta có một tình huống quay kiếm hồi được lại rất nhiều lượng máu và ăn được cả những hạt hồi phục, nhưng anh ta cũng không thể lết về được vì sức sát thương theo thời gian đến từ Ninja 7 là cực kỳ dồi dào, và có được mạng hạ gục của Tank X và lấy thêm cả một trụ khu vực nửa trên này nữa. Anh ấy vẫn đang là mục tiêu được nhắm đến khá là nhiều đến từ bên phía của đội tuyển One Team. Họ đã tổ chức những tình huống để có thể vây bắt được Tank X, thậm chí có đến 4 người ở trong tình huống vừa rồi, và quá khó để cho Tank X có thể dễ dụa được. Và tiếp tục là một cái lợi thế ở khu vực nửa trên khi mà cái tốc độ lấy trụ của One Team là nhanh hơn, họ có xạ thủ ở đây và thêm cả Zik nữa.
khả năng lấy được trụ hai là nhanh hơn rất nhiều so với những gì mà bên phía của Levi họ đang làm. Levi cũng làm điều tương tự ở khu vực cánh dưới, nhưng chỉ với một Galio thì cái sát thương lên trụ là không đủ. Và đây là tình huống muốn đánh vào cái trụ ở khu vực giữa này, một chấm máu còn trên người của Len, anh ta vẫn về kịp. Trong khi đó người kẹt lại đang là vị trí Coyote. Chắc chắn là bông hơn rồi. Một pha thi đấu mà tưởng chừng như là hay, nhưng với việc các thành viên của mình, các thành viên đồng đội của Coyote đã lui rồi, mà anh ta lại còn cố dấn sâu ở cái trụ giữa hai trụ của đối phương nữa, khiến cho khi bị bọc lót thì anh ta không còn cách nào để thoát về. Đó và thì đó có lẽ là cái chiêu cuối của Coyote, nếu hồi sớm trong khoảng tầm 3 giây thôi thì ta sẽ có được một thế băng trụ với ba thành viên ở khu vực đường giữa đó và lấy mạng hạ gục của Kid một cách rất dễ dàng. Nhưng Coyote chưa hồi kịp chiêu cuối, tình huống đó khiến cho tình huống đứng cao của anh ta nó thành tình huống bị hớ và anh ta phải nằm lại rất đáng tiếc trong tình huống vừa rồi. Và One Team tiếp tục cuộn đội hình của mình sau khi lấy được hai trụ ở khu vực nửa trên của bản đồ. Rất nhiều lợi thế dành cho One Team. Họ đang dồn nhiều thành viên xuống khu vực đường dưới khi mà Ninja 7 đang bắt đầu có được sức bắn. Nó một mình Coyote phòng ngự khu vực đường giữa đang bị cấu rỉa là rất khó chịu và đau đến từ vị trí của Zeke. Và họ đang muốn lấy đi đường giữa đến từ phía của Divi. Và họ hoàn toàn có thể làm điều này với cái đội hình cấu rỉa rất khó chịu, dán chắn đến từ bên phía của Divi Esports. Lần này nó không còn Rum nữa để có thể dựng lên những tối kiên cường, và cũng không còn Yasuo để có được những cú tượng gió. Và họ bắt buộc phải đổi máu của mình, lấy những tình huống đép lính mà thôi. Và Baya ở thời điểm hiện tại anh ta cũng đang có một tốc độ lớn là ổn. Và người chơi Ninja 7 thì cũng bắt đầu có sự nhỉnh hơn về mặt lượng tiền so với cả Hope One. Sự chênh lệch khoảng đâu đó 1.000 tiền. Thế nhưng mà còn được búp bởi vị trí của Lulu nữa thì hoàn toàn là có sức bắn đến từ vị trí của Ninja 7. Có lẽ ở thời điểm hiện tại Hope One không nên sử dụng bừa bãi những tình huống thảm lửa của mình, mà thậm chí là anh ta cũng chỉ sử dụng cái thảm lửa để có thể thoát về mà thôi, chứ không cần phải tạo tiền đề quá nhiều dành cho những người đồng đội. Đó đã là thành công dành cho Hope One rồi. Đây là một tình huống mà cặp đôi của Divi muốn mọc đầu, đó là Tank X đang có một tình huống tốc độ vươn lên, muốn giữ chân các thành viên đối phương. One Team thì cũng có tình huống nhấp nhả một cách rất khó chịu, chưa có thế để có thể băng vào trong tình huống này. Mặc dù Coyote đang chờ sẵn một tình huống chiều cuối rồi, chỉ cần chờ xem là búp cho ai mà thôi. Đội hình của One Team đang cố gắng muốn lấy con rồng. Tank X bắt đầu tăng lên với tình huống bật hút được tanh giáp của mình ra và quay ngược trở lại nội lòng cướp chúng hai người. Siêu bom được trả, siêu giáng thế bắt đầu được giáng xuống và con rồng được cướp thành công đến từ vị trí của Len. Sau đó chúng ta phản công trong tình huống này với tình huống mở rộng tranh đến từ vị trí của FP, cướp kinh được rất nhiều người, nhưng đang đạp bom một cách thoải mái đến từ vị trí của Baya từ tuyến sau, và bắn cũng là rất sát đến từ vị trí của Ninja 7. Kid cố gắng băng lên với combo của mình, bị trả sát thương là cực sát đến từ vị trí của Hope One. Chúng ta cướp thành công rồng, không bỏ được bất kỳ một mạng của ai, đã là thành công dành cho Divi rồi. Và ở trước đó thì Hope One anh ta cũng đã dọn dẹp xong tâm lý khu vực đường giữa, cái thế lính đó còn giúp cho chúng ta lấy thêm được cái trụ đầu tiên ở khu vực đứng giữa dành cho Divi. Và đó là những cái bước xử lý để kéo lại được toàn bộ những cái sự chênh lệch về mặt lượng tiền so với cả đối phương. Và vẫn có tiếp tục nhìn lại cái pha thi đấu này, Tank X làm rất tốt nhiệm vụ cản nước của mình và ngay lập tức khiến cho đội hình bên phía của One Team họ phải lùi lại một nhịp. Và sau đó là tình huống trừng phạt rất nhẹ nhàng với vị trí của Len, mặc dù là trước đó anh ta đã cấu đi cái tốc biến rồi. Đây là một cái thời điểm nó hoàn hảo cho các thành viên bên phía của Divi họ lùi về, họ không để mất đi bất kỳ một người nào. Thế là nhận thấy rằng Hope One ở trong đội hình của Divi, miễn là anh ta còn sống thì thế đánh dành cho bên phía của Divi là dễ dàng hơn. Một tiếng ống nộ long cước rất hay đến từ phía của Sanjo, đá được đó là Coyote về, ngay lập tức có sự hỗ trợ đến từ FP. FP hất tung được hai người, đôi cánh chiến trận trả ngược lại lượng sát thương, nhưng Coyote đang bị găm và may mắn sống sót với một chấm máu mà thôi. Phong Linh, cái tâm linh đang ủng hộ cho bên phía của Divi rất là nhiều khi Coyote có thể thoát về trong tình huống ngặt nghèo vừa rồi. Hai lần chết hụt vị trí của Coyote và một lần chết hụt đến từ vị trí của Led nữa. Thì đây là những cái sự cẩn thận đã có từ bên phía của Divi Esports, và đặc biệt là cần phải khen ngợi QHP ở trong tình huống thi đấu vừa rồi. Anh ta có một tình huống xuất hiện kịp thời để có thể dùng những cái bộ pháp thần tốc của mình và điệu nhảy tiếp viện để có thể giúp cho Coyote hồi lại được một lượng máu và hất tung được đòn tấn công của One Team, để khiến cho những tình huống truy bắt người của One Team họ bị vô hiệu hóa. Và không mất người đã là một thành công cho Divi rồi. Và Len đã bắt được một người đó, Ninja 7 ngay lập tức bỏ chạy đến Ninja 7 trả cứ sắp được là rất đau. Len không còn đủ lượng máu để có thể giao tranh nữa. Và dính một siêu bom địa ngục. Liệu Len có phải nằm lại hay không? Tiếp tục là không. Có lẽ Baya là người đang cay máu nhất ở trong trận thi đấu này, khi đối phương thường sống sót với một chấm máu mà thôi. Nhưng có thể thấy được cái hỏa lực đến từ Ninja 7 bắt đầu đúng cái tiếng nói hết sức lõng giạc ở đây rồi. Đánh ít kéo được một người nhưng trả lại lượng sát thương từ cơn mưa Katia cũng là rất khủng khiếp đến từ Ninja 7. Và con rồng tiếp theo của bản đấu này là con rồng lửa, một con rồng hết sức quan trọng với đội hình của One Team. Và nếu như Divi Esports làm tốt trong việc kiểm soát được con rồng lửa này thì cái cơ hội để họ có thể giao tranh thắng đối phương ở trong giai đoạn cuối là hoàn toàn có cơ sở.
Divine đang dành mọi nguồn lực của mình để níu giữ cái trụ đầu tiên khu vực đường giữa, khi mà hai cánh của họ đang gặp thua thiệt hơn với đối phương là rất nhiều, đặc biệt là khu vực đường Baron. Họ đã bóc đi đến tận hai trụ của chúng ta rồi, nhưng đường giữa thì không. Đường giữa vẫn đang phòng thủ là rất dẻo dai, có dịch trong đội hình, nhưng bên phía của One Team vẫn đang gặp những sự bế tắc trong việc khai thông cái việc lấy đi cái trụ đường giữa của chúng ta. Và với những tình huống phòng thủ dẻo dai này sẽ là tiền đề để cho bên phía của Divine có những tình huống bóc đầu, có những tình huống đánh ngược đối phương, giống như bên phía Evos đã từng làm đối với họ, đánh ngược trở ra. Bạo lực chiều cuối đến từ Kit rất hay, đến từ tín hiệu quay HP. Và bây giờ sẽ là thời điểm chúng ta bắt lại vị trí của Sanyo. Lần này thì găm cái dìu của mình là chính xác, nhưng Sanyo thì cũng là một chất tướng quá cơ động để cho các thành viên bên phía của Divine họ có thể là giữ chân được anh ta. Ăn à? Có lẽ là nhấp nhả thôi, đánh lừa đối phương fake Baron. Có một tình huống chờ đợi sai lầm của One Team để bắt lẻ lại được một mục tiêu nào đó sẽ là điều mà bên phía của Divine Sword họ muốn làm. Còn nếu như đối phương không kiểm soát được khu vực này thì hoàn toàn có thể ăn. Tầm nhìn là được quét sạch đi rồi. Và một tình huống di chuyển rất sâu xuống, bắt buộc phải sử dụng siêu bom để ngục trích. Tình nhìn một tình huống vừa rồi, Divine đang phải giao tranh ở một ngưỡng máu là khá báo động. Hai thành viên chống chịu của Divine vẫn đang rất cứng cáp, bị bắn là cực kỳ đau. Và đang có thảm lửa trên các đội hình tốt đến từ vị trí của Hope One, ngăn đợt tấn công đến từ bên phía của One Team. Siêu đã thế đang được trở lại. Kit còn một chấm máu, tôi có thể là người có mạng hạ gục, lao vào bửa đi ra 7 đến từ vị trí của đó là Len, và khiến xạ thủ đối phương bắt buộc phải lùi. Là lên khá cao đến từ vị trí của Coyote, nhưng ta phải bảo lại mạng hạ gục của mình, rất đáng tiếc trong tình huống vừa rồi. Hope One mất độc biến để bỏ chạy, Lee Sin của Sanjo cố gắng đu bám, và đội hình của đối phương vẫn còn rất nhiều lượng sát thương để đánh ngược trong pha giao tranh này. Đó là tình huống mà lại tiếp tục là hơi dườn quá đến từ vị trí của Coyote. Đáng lẽ như vậy thôi là đủ rồi. Đúng. Nhưng cái lượng máu còn lại của Coyote nó lại quá thấp, và anh ta quyết định khiêu khích được 4 người là hay đấy. Thế nhưng mà sát thương gây ra đến từ One Team là đủ để khiến cho chúng ta bốc hơi trong một nốt nhạc. Và thiếu người là điều chúng ta không hề mong muốn một chút nào cả. Đối phương đã có một con rồng lửa, một con rồng mà như đã nói nó hết sức quan trọng với việc kéo trận thi đấu về giai đoạn cuối dành cho bên phía của One Team. Và tầm này thì có vẻ cái lượng sát thương gây ra từ bên phía của One Team bắt đầu có một cái sự nhỉnh hơn rất nhiều so với Divine Esports rồi. Và đặc biệt lại phải khen ngợi QHP một lần nữa với cái tình huống chiêu cuối khiêu khích được hình như là 5 người thì phải, tạo một cái tiền đề rất tốt để cho sự giáng thế của Coyote hất tung được cả 5 thành viên bên phía của One Team. Chúng ta đã có lợi thế trong tình huống đó rồi, và để có được ít nhất là những cái tốc biến quan trọng của Ninja 7. Thế nhưng mà một lần nữa thì Coyote lại mắc sai lầm. Rồi, Coyote đang là người bị dính cái đại địa chấn ở đây, và đối phương cũng không mấy mặt mà và dùng sát thương vào người của anh ta. Nhưng nên nhớ đội hình của Divine là đội hình đánh xoay quanh Hope One. Sức sát thương của họ nằm phần lớn ở trên người của Hope One. Với việc Coyote và QSP luôn có những tình huống dấn lên cao để mở combat như những tình huống vừa rồi, thì khiến cho Hope One thứ nhất anh ta không có nhiều sự bảo kê, và thứ hai anh ta phải dướn lên để gây sát thương với những cú thảm lửa của mình, và khi đó đối phương trả ngược sát thương và bắt vào vị trí của Hope One là rất dễ dàng. Trong khi đó đội hình của One Team họ có đến hai nguồn sát thương đến từ cả Ninja 7 cũng như là Baya, vậy nếu như bị mất người này người kia vẫn có thể đảm nhiệm lượng sát thương dành cho bên phía của One Team, nên đánh xung quanh Hope One nhiều hơn ở trong những pha di chuyển như thế này đến từ Divine sẽ là điều mà họ cần phải suy nghĩ và cần phải làm được điều đó để cho Hope One có được thế bắn một cách thoải mái nhất. Và hiện tại thì tôn lính ở khu vực đường dưới của chúng ta đang hơi cao, nên Tank X buộc phải quay về để có thể là thủ những cái đợt lính đẩy vào, và khiến cho bên phía của Divine Esports họ không thể nào tập trung người được ở khu vực hang Baron. Còn One Team thì họ chủ động hơn, họ đã dọn dẹp xong tôn lính ở khu vực đường trên của bản đồ rồi, và hoàn toàn có thể tiến ra khu vực hang Baron để chiếm lại cái quyền kiểm soát. Nhưng Divine Esports họ cũng đã để lại tương đối những cái lượng mắt của mình để biết được vị trí của One Team, và trong những thế mà họ muốn quay ngược trở lại với khu vực hang Baron thì đây là cái tín hiệu tốt dành cho bên phía của Divine Esports. One Team đang không dám đẩy lẻ, One Team đang bắt buộc phải di chuyển chung với nhau với cả 5 thành viên để có được thế trận 3 dàn chắn hỗ trợ cho đó là Baya của Ninja 7 có thể gây sát thương. Nếu như đẩy lẻ trong pha giao tranh này, thế 4 đánh 4 vẫn là có lời dành cho bên phía của Divine, và nên tận dụng điều này. Có lẽ những tình huống dịch chuyển ở thời điểm này sẽ là cần thiết dành cho bên phía Divine để họ có thể có những tình huống tụ hợp với nhau ở khoảng cách rất là xa và tận dụng thế trận đẩy lẻ kém đến từ bên phía của One Team. Và một tình huống lấy lại tầm nhìn xung quanh khu vực Baron dành cho bên phía ở Divine, khiêu khích được một người đến từ vị trí của Coyote, đó là Kit mà thôi, lượng sát thương của Divine đang không có mặt ở đây, vì vậy cũng không thể dồn sát thương vào người của Kit được. Đánh nhấp nhả cũng rất rền rừ đến từ cả One Team lẫn Divine Esports, khi mà chỉ cần một sai lầm ở thời điểm hiện tại thôi thì ván thi đấu này hoàn toàn có thể trôi đi rất xa. Và nếu kéo dài trận thi đấu này thì những người có lợi hơn là các thành viên của One Team, khi mà Kai'Sa của họ cũng đang bắt đầu có được những món đồ chấn phái, rồi kiếm năng lượng Solari cũng đã được hoàn thành, và anh chàng này cũng sắp full đồ, thì lượng tiền của anh ta vẫn đang nhỉnh hơn một chút so với vị trí của Hope One. Nhưng với 3 món chí mạng của Hope One đang có thì khả năng bắn đến từ vị trí của Hope One cũng là rất đáng kể. Đã có những tình huống ping ở vị trí của Sanjo, nhưng quyết định lại là lùi đến từ bên phía của Divine. Lính ở khu vực đường dưới đang ủng hộ Divine là rất nhiều. QSP hất tung được một người, đó là Kid Coyote đang có một góc đứng,
Bên phía đối phương quyết định dồn sát thương vào người của Len. Siêu bom đỉnh cũng được tung ra ở khoảng thời gian này. Và Coyote đang giữ chân 4 người. Phía bên kia là một tình huống Len đang ở trắng máu và móc đi được cái đồng hồ rung động đến từ vị trí của Sanjo. Và nó quay ngược trở lại với những người đồng đội của mình. Hope One đang chưa dám tung ra một tình huống thảm lửa. Combo lao lên và phải tóc muốn biến quay ngược trở về đến từ Kid. Và thế lính đứng dưới vẫn tiếp tục là một áp lực cực kỳ lớn. Tóc biến lao lên giữ chân được. Đó là Baya rồi. Baya đang bị dồn sát thương và bị khiêu khích là rất khó chịu. Nhưng trả dồn sát thương cũng là rất đau. Hope One đã sử dụng thảm lửa trên các đội hình đến từ bên phía của One Team và anh ta cũng có là người có được bàn hai của Ninja 7. Và một đổi một, chúng ta mất Coyote nhưng One Team thì mất đi nguồn sát thương chủ lực của họ, đó là Ninja 7. Những cái điều mà chúng ta làm được đó là câu đủ thời gian để cho cái tên lính rất to ở khu vực đường dưới quả đồ nó đã lấy đi được ít nhất khoảng 70%, 90% lượng máu trụ ở khu vực đường dưới rồi. Và chỉ cần một tình huống teleport đẩy lẻ đến từ device shot thôi là hoàn toàn có thể sở hữu được một đường lính siêu cấp. Và đây là cái lợi thế rất tuyệt vời dưới bên phía của device shot. Rất đáng tiếc khi trụ vừa rồi nó chỉ có 800 máu và nó bị dọn đi bởi một tình huống siêu cuối đến từ Baya. Và Tank X đang đứng rất cao để lấy tầm nhìn dành cho những người đồng đội của mình. Kích hoạt rồng trước đến từ bên phía của Divine. One còn đang thiếu Ninja 7 nhưng và bị chịu những tình huống cấu máu đến từ Hope One nữa. Tank X đứng rất cao, bật luôn cả cái tú tượng đánh giáp của mình lên để chống chịu lượng sát thương. One Team vẫn đang rất nguy hiểm trong tình huống này. Họ vẫn có lượng sát thương tầm xa đến từ vị trí của Baya. Siêu bom địa ngục đã mất đi rồi. Hope One ở một ngưỡng máu là rất nguy hiểm. Dịch chuyển ra đến từ vị trí của Ninja 7 hất tung hai người tốt. Siêu ra thế đạp xuống, chia cắt đội hình và chúng ta bắt đầu bóc đi cái giáp thiên thần đến từ vị trí của Sanjo. Sanjo sắp sống lại và anh ta đang cố tốc biến bỏ chạy đi. Quét bê đang càn lên tuyến trên và có màn hai cùng dành cho Hope One. Chúng ta có được con rồng ở trong trận thi đấu này và chúng ta quyết định đánh ngược trở ra. Đội hình của Ninja 7 đang được bắn thoải mái. Ninja 7 đang không bị ai chạm vào. Anh ta có được bắt một kiểu tốc biến lên xả sát thương vào người của đó là Coyote. Một tình huống cố gắng bổ ngược trở lại đến từ Len cũng không thể làm được điều gì. Kid đã bị hạ gục nhưng Coyote không thể thoát về được. Tank X còn sống sót. Ít nhất Tank X còn sống sót cũng đã là thành công dành cho team Divine ở tình huống này rồi. Đúng vậy, và chúng ta cũng kéo lại được điểm hạ gục của Ninja 7 nữa. Thì tôi nghĩ cũng không có quá nhiều những cái sự thua thiệt vừa rồi khi mà chúng ta đổi lại được một con rồng đất ngàn tuổi và tạo thêm một khả năng chống chịu là tương đối nhiều đến từ cái lớp giáp ảo được gia tăng. Và đây sẽ là tiền đề để giúp cho họ có thể đỡ bớt đa đi đến từ cặp đôi có khả năng tối hiểm mạnh mẽ như là Kai'Sa cũng như là cả Zeke nữa. Và cùng nhìn lại tình huống thi đấu này, Kai'Sa cũng đã mua cho mình cái teleport để xuất hiện ở khu vực hang rồng đất ngàn tuổi rất quan trọng này. Còn Coyote thì ta có chiêu cuối có thể đáp xuống nhưng khả năng gây sát thương từ Ninja 7 là dồi dào hơn và chúng ta bị phân tâm bởi một tình huống là quyết định đánh hay quyết định lấy rồng. Một thế đánh và có lẽ Tank X là người tỉnh táo nhất trong pha giao tranh này. Trong đó thì Ninja 7 có được một thế xả sát thương mà bất kỳ người chơi Kai'Sa nào cũng yêu thích ở trong tình huống đó. Chúng ta có được con rồng đất và con rồng nước là hai con rồng có ảnh hưởng đến trực tiếp khả năng hồi phục cũng như khả năng chống chịu đến từ bên phía Divine. Điều này khiến cho lượng sát thương về lết đến từ bên One Team cũng phần nào đó bị hạn chế đi khi mà Ninja 7 cũng như Baya đã không thể có được những sự nguy hiểm ở những tình huống cầu máu tiền giao tranh nữa. Lính của đường dưới đang được điều tiết đến từ vị trí của Coyote, sau đó anh ta sẽ đến cùng với những người đồng đội của mình. Và sẽ là liên tiếp những tình huống có lợi thế về mặt thế lính dành cho bên phía của Divine. Trong cái đó One Team họ không dám cắt cử bất kỳ một ai để đi đẩy lẻ cả mà bắt buộc phải di chuyển chung với nhau. QSP đang bị gây sát thương nên dễ dàng đu về được. Kid đang bị giữ chân ở đây, anh ta không có một combo để thoát được, chúng ta bị giữ chân bởi đó là Tank X đang có được sát thương vào người của Kid. Nhưng Kid quá trứng cứng cáp trong pha giao tranh này nên ta vẫn bắt buộc phải lui. One Team thì không đủ sự tự tin để đánh ngược trở ra. QSP mở giao tranh với combo của mình, đó là một tình huống lao ra nó cảm lửa đến từ Hope One rất thoát tìm. Nhưng chúng ta bắt đầu có những tình huống yếu máu rồi. Hope One bị hạ gục, à không, chính xác hơn đó là QFP bị hạ gục. Hope One ở trở về tình huống đồng hồ ngưng động, mất tốc biến đổi chạy. Hope One bị hạ gục đang đứng đến từ vị trí của Baya. Đội hình con tình càn lên chỉ còn hai người mà thôi. Divine lên cũng như là Coyote đang cố gắng bọc lót cho nhau để có thể lùi đôi cánh chiến trận có thể trả ngược lại sát thương. Ban tìm không mất bất kỳ một ai và con Baron đang mở ra trước mắt của họ. Rất nguy hiểm khi mà tình huống đó mục tiêu được bắt lại phải là Ninja 7 thì mới là điều kiện thắng cho Divine Esports. Còn nếu như để cho Ninja 7 có góc bắn thì cái tốc độ ra chiêu cũng như là bắn tay từ vị trí của Ninja 7 nó cực kỳ là kinh khủng. Và nó giúp cho bên phía của One Team họ hoàn toàn có thể thắng lợi trong tình huống giao tranh vừa rồi, lấy được con Baron của ván thi đấu này. Đến khu vực đường dưới đang cao nhưng mà Divine Esports họ có dịch chuyển. Đúng rồi. Chúng ta không có đủ tiền đề và tốc độ để có thể lấy được cái trụ mặc dù thế lính đường dưới đang rất ủng hộ bên phía của Divine. Và khi đội hình của đối phương có được nguồn lợi Baron thì việc họ trở về và phòng ngự cái trụ này cũng không phải là một điều gì đó quá khó khăn. Có lẽ bên phía Divine cần có những tình huống đánh chậm hơn và câu chuyện vẫn là phải xung quanh người chơi đó là Hope One. Việc mà QSP dướn lên quá cao với tình huống bộ pháp thần tốc của mình khiến Hope One cũng phải sử dụng thảm lửa để dướn theo anh ta. Và khi mất đi cái thảm lửa thì Hope One rất khó chơi trong giao tranh, nên nhớ là như vậy. Đánh tanh cũng được ở trong tình huống này đến từ Divine, đánh vào người tanh cũng được, quan trọng là phải giữ đội hình để cho Hope One ở chính giữa và các thành viên còn lại làm tường cho Hope One có thể được chơi ở trong giao tranh mới là điều mà Divine cần làm ở khoảng thời gian này.
đó là tình huống mà tôi nghĩ rằng Divisor họ cũng chưa sẵn sàng cho cái bộ pháp thần tốc đến từ vị trí của khối HP. Wow, một cái siêu bom địa ngục thôi. 80% bị cấu đi bởi Hope One. Quá uy lực đến từ một con Zik đã phun đổ thời điểm hiện tại. Rất khó chịu khi đối phương có được bộ lợi Baron và đặc biệt là họ sở hữu hai chất tướng đẩy trụ là rất khó chịu ở thời điểm này nữa. Đó là Zik với những tình huống cấu rỉa máu tầm xa tạo tiền đề cho chúng ta cũng không thể có được một thế phòng ngự là quá dễ dàng. Những đợt lính tấn công và những đợt xả sát thương tầm xa từ đối phương. Một tình huống câu kéo được Senjo lao vào. Hope One vẫn an toàn ở trong sự bảo kê của những người đồng đội. Đợt lính đầu tiên tạm thời bị dọn và là an toàn cho Divine. Chúng ta sẽ cùng chờ xem đợt lính thứ hai này bên phía One Team có thể làm được điều gì không. Chưa có những cái teleport, chúng ta sẽ không nhắm lên khu vực đường trên khi mà tân lính cũng đang là rất ủng hộ cho bên phía của Divine Esports. Hiệu lực của bộ đội Baron vẫn còn nhưng Divine Esports họ đang rất cố gắng. Họ rất chi chạc trong những tình huống ép lính của mình, họ không hề muốn mất đi game thi đấu này. Và liệu rằng đây có phải tình huống mở rộng hay không khi mà Quy HP đang lao lên với cái bộ pháp thần tốc của mình, thu kích lại được một người. Đó là vị trí của Kit, dùng đại điện chấn tốc biến ra và Kit vẫn chưa phải nằm lại. Và chúng ta thì mất đi chiêu cuối đến từ vị trí của Quy HP nhưng nó cũng sẽ lại ngay thôi. Lính đường trên vẫn đang rất ủng hộ bên phía của Divine. Và cũng may mắn trong pha giao tranh vừa rồi, Baya anh ta tung ra những tình huống chiêu cuối là không nắm nót cho lắm. Vì vậy hai tình huống tung chiêu cuối đến từ vị trí của Baya cũng không thể tạo đủ tiền đề để thế lính có thể áp sát được vào phần trụ. Và điều đó tạo tiền đề cho bên phía Divine có thể phòng ngự thành công. Ba đường lính siêu cấp vẫn còn nguyên đã là thành công ở thời điểm này dành cho bên phía của Divine rồi. Và khi bùa lợi Baron nó kết thúc thì Divine tiếp tục là người có lợi hơn khi ở thời điểm này chúng ta đang sở hữu con rồng ngàn tuổi hệ đất. Những đợt chống chịu sát thương đến từ Coyote, đến từ Tank X hoặc thậm chí đến từ cả Land nữa vẫn đang là một trong những món vũ khí tốt để chúng ta càn thẳng vào người chơi gây sát thương của đối phương, đó là Ninja 7 cũng như là Baya. Cần phải giữ vị trí, cần phải giữ sự bình tĩnh ở những tình huống giao tranh tổng sắp tới. Thấy trận đang là rất căng thẳng. Rất căng thẳng. Ít nhất thì sóng gió cũng đã qua đi khi mà con Baron thì nó cũng đã hết hiệu lực rồi. Và bây giờ thì Divisor họ mới là đội tuyển chủ động đứng cao hơn khu vực dọc sông và chiếm toàn bộ những cái lượng tầm nhìn để chuẩn bị cho một tình huống kiểm soát con Baron tiếp theo của ván thi đấu này. Sanjo lộ mặt ở khu vực đứng trên, đứng dưới. Sanjo lộ tầm nhìn, vì vậy đã có những tình huống ping muốn đánh đến từ các thành viên của Divisor. Coyote đang đứng ở một góc rất an toàn và khó chịu nữa để có thể bóc đầu qua đội hình của đối phương. Sanjo vẫn chưa về ở trong tình huống này. Nếu như không tấn công thì nên có một người về để phòng ngự đợt lính mà Sanjo đang đẩy lên. Và người đang biến về đó là Hope One. Tôi chỉ đang có một dấu hỏi lớn đặt ra là tại sao Hope One không lên cho mình cái giáp thiên thần ở thời điểm này. Việc có được thêm một chút tốc đánh đến từ cái món trang bị thứ 5 mà anh ta lên, nó không thể, mà cũng sống kiếm không thể tạo được thêm nhiều tiền đề với việc anh ta có hai lần sống ở trong giao tranh. Nếu như Hope One phải nằm lại dường như là dấu chấm hết dành cho bên phía của Divine. Ở đây thì sao, đã sử dụng chiêu cuối, à không, chính xác là chưa, đến từ Hope One, đến từ khu HP nhưng anh ta vẫn không giữ chân được bất kỳ ai à. Kit mất một nửa lượng máu. Wow, thật là đau tim đến từ cái thế trận này của đội One Team cũng là Divine Esports. Chỉ cần một cái quyết định sai lầm thôi là hoàn toàn chấm dứt ngay trận thi đấu này rồi. Và cả One Team lẫn Divine vẫn đang rất cẩn thận trong từng bước kiểm soát thế trận của mình. Những con mắt được cắm đi rồi lại bị phá bỏ đến từ cả hai đội tuyển. Và hiện tại thì cái lượng kiểm soát tầm nhìn ở khu vực hang Baron cũng vẫn là có từ bên phía của One Team. Tung ra một cú siêu bom địa ngục nhưng với con rồng đất ngàn tuổi chúng ta cũng không mất đi bao nhiêu những cái lượng máu cả. Bắt đầu thấy được cái sự chống chịu đến từ bên phía của Divine rồi. Đâu đó chỉ có Hope One ở thời điểm hiện tại. Nếu như dính siêu bom địa ngục thì chắc là anh ta cũng trắng máu rồi. Còn lại 4 thành viên còn lại thì cũng rất là ổn. Việc cử ra Coyote đẩy lại đợt lính ở khu vực đường dưới là hợp lý ở thời điểm này. Anh ta có thể đẩy nhanh đợt lính đó, thậm chí là không cần đẩy mà chỉ cần giữ được thế lính ở thấp máu thôi. Sau đó đến với những người đồng đội là xong. Trong khi đó Hope One và Coyote đang ở khu vực khá xa với những người đồng đội của mình. Đây sẽ là một tiền đề rất khó khăn. QSP đang chọn một góc để băng vào đội hình đối phương. Thành X đang giữ chân được một người, đó là Siêu và thôi, Siêu giải thế đáp xuống. Rất nhiều những thành viên yếu máu đến từ bên phía của One Team đang cố gắng thoát lui. Nhưng đại địa chấn ở thời điểm này là rất đẹp đến từ vị trí của Kit để giữ chân ba thành viên đến từ bên phía của Divine. Và chúng ta mất ba rồi, chỉ còn lại một mình Hope One mà thôi. Hope One đang cố gắng lết đi. Và anh ta cũng bị bóc đi cái giáp thiên thần, đã kịp mua tình huống biến về vừa rồi. Và cũng đã phải nằm lại bên phía của Divine bị quét sạch. Và sau 25 phút thi đấu rất căng thẳng thì One Team mới là người giành được chiến thắng ở pha giao tranh cuối cùng vừa rồi. Và đây sẽ là chiến thắng ấn định cặp đối đầu này, 2-1 dành cho đại diện đến từ khu vực Đài Bắc Trung Hoa. Xin chúc mừng cho One Team thì họ đã là đội tuyển chính thức được bước tiếp ở trong giải đấu lần này và ngược trở lại. Ở một diễn biến khác thì Divine Esports họ sẽ buộc phải nói lời chia tay với giải đấu này. Cũng là một quãng đường để lại rất nhiều những cảm xúc và những sự cố gắng đến từ Divine Esports khi họ đã có thể hạ gục được những đối thủ rất sừng sỏ như là Evos ở trong trận đấu khởi động cũng như là vòng bảng. Nhưng khi bước đến vòng playoff thì bản lĩnh của những nhà vô địch vẫn đang thực sự là một điều gì đó khiến cho các đội tuyển như là One Team. Like fanpage Liên minh Thần Thoại Tốc Chiến Esports.
và nhấn subscribe kênh YouTube Liên minh Huyền thoại Tốc chiến để cập nhật những tin tức thú vị và theo dõi giải đấu Icon CDC.